VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Boncha VO Long Đào mới ngon đào mong. Anh trai Say Hi 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Rung chuyển thị trường TV show Việt Nam và quốc tế, vụ nổ lớn mang tên Anh trai Say Hi đã kích ngòi. Top 15 video được xem nhiều nhất trên toàn cầu trong 24 giờ. Top 3 trending YouTube sau 48 giờ phát sóng. Hơn 260 triệu view toàn cầu trên đa nền tảng số và siêu ứng dụng Vion. Cùng hàng chục ngàn tương tác cuồng nhiệt. Bản remake bài hát chủ đề The Star của Liên Quân 1 nhận về hàng ngàn sự trầm trồ của khán giả. Khẳng định chất lượng âm nhạc đỉnh cao là có thật. Nhưng chiến thắng tập 1 đã gọi tên Liên Quân 2, 50 điểm cộng cho mỗi thành viên và khuếch đảo Top Trending Music Việt Nam bằng ca khúc bản. Các anh trai đã nóng. Họ sẽ mang tới làm sequel 6 phần trình diễn đỉnh của đỉnh. Dự báo khán giả sẽ phải phát cuồng với đồ chơi lớn của nhà sản xuất và 30 anh trai. Đặc biệt là tuyệt tác dàn dựng sân khấu dựng cảnh lần đầu tiên xuất hiện trong show âm nhạc thực tế sống còn tại Việt Nam. Khách mời quốc tế Nanon có lập nên chiến tích đưa team Don't Care góp mặt trong top 3 và đem về 50 điểm thưởng cho mỗi thành viên. Anh trai nào sẽ phải dừng chân tại Live Stage 1? Chấm xin. Trấn Thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với Live Stage 1, vòng thi nhóm của chương trình Anh trai Say Hi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình Anh trai Say Hi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty V Channel thuộc Đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel, V giải trí và siêu ứng dụng giải trí Vion. Quý vị và các bạn hãy tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion về để xem sớm nhất và nét nhất Anh trai Say Hi. Vion không thể rời mắt. Và đừng quên view vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Và chúng tôi xin được cảm ơn nhà tài trợ chính của chương trình Ngân hàng Quốc tế VIB dẫn đầu xu thế thẻ. Và xin cảm ơn nhà đồng tài trợ Trà Mật Ong, Boncha, Thanh Mắt Tự Nhiên, Vui Gắn Kết. Và xin cảm ơn VinFast, xe điện chính thức của anh trai, cùng bạn bứt phá mọi giới hạn. Và xin được cảm ơn Warner Music Việt Nam, đơn vị phát hành độc quyền bản ghi của anh trai Say Hi. Thưa quý vị, ở tập trước chúng ta đã theo dõi phần trình diễn rất là hoành tráng của hai Liên Quân và chắc chắn các bạn cũng đã có trong mình những anh trai mà các bạn đang thầm thương trộm nhớ, đúng không ạ? Và ngày hôm nay ở đầu tập 2 này chúng ta sẽ chào đón 6 nhóm với 6 concept rất là mà lem. Và tôi tin chắc rằng là quý vị khán giả sẽ rất là thích thú ở cái phần này, bởi vì bài thi nhóm này sẽ quyết định anh trai nào sẽ là những anh trai đi tiếp vào vòng trong. Bởi vì phần vote sẽ là vote dành cho từng cá nhân, mặc dù là thi nhóm. Và thưa quý vị, ở bất cứ vòng thi nào, chúng tôi cũng sẽ công bố số người sẽ bị loại trong vòng thi đó. Ở tập thứ 2 này cũng sẽ có người bị loại. Oh, really? Chúng tôi sẽ công bố số thí sinh bị loại khi chúng tôi xướng kết quả của các bạn sau 6 bài. Và thưa quý vị, với bài thi lần này chúng tôi xin được nhắc lại, chúng ta có team 7 người, bài Hút với nhóm trưởng là Lưu Hoàng. Chúng ta có Nỗi Đau Ngay Dài, nhóm trưởng là Đức Phúc. Chúng ta có Don't Care với nhóm trưởng Isaac. Chúng ta có 10 trên 10 với nhóm trưởng Phạm Đình Thái Ngân. Sống Vỗ Vỡ Bờ với nhóm trưởng Anh Tú. Và No Far No Star với nhóm trưởng Sông Luân. Tôi muốn biết này là nhóm nào đang cảm thấy là đội của mình tự tin với bài thi của mình ạ? No Far No Star. No Far No Star. Nỗi Đau Ngay Dài ạ. Yes sir. Hút. Anh ơi, nhóm nào cũng tự tin thôi. Về concept thì mình thấy là đội mình Sống Vỗ Vỡ Bờ có vẻ là đầu tư trang phục rất là tiên nữ, đúng không? Cho chúng tôi hỏi là từ đâu lại có cái ý tưởng đồ trắng lộng lẫy như thế này ạ? Thực ra thì lúc mà em nghe cái bài hát này thì em cũng đã có liên tưởng cái concept kiểu đồ trắng và ombre giống kiểu sóng biển. Ok. Đây là đại diện cho đại dương rồi, đúng không? Ok. Và chúng tôi hỏi là bên phía đá Bazan này thì sao ạ? Tụi em là những chiến binh từ hành tinh khác trên vũ trụ tới, chứ không phải hành tinh khác bình thường nha. Đúng rồi đó anh.
Một câu chuyện rất là futuristic, hời thượng ha. Dạ. Ok, anh đang chờ đợi nha. Nói là về visual thì rất là đẹp trai ha. Chúng ta có một cái nhóm lễ tân. Hả? Bọn em là đại diện cho ba chàng hoàng tử. Còn ở đây là các vị khách đến thăm nhà bọn em. À, những vị khách đến thăm nhà. Anh cứ nhầm là tưởng bên lễ tân. Dạ. À, rồi à, bây giờ đội hút đang rất là hút với lại những bộ trang phục rất gần với MC. Và thường những bộ trang phục mà gần nhau như vậy là may mắn lắm em ơi. Đúng không ạ? Không biết là Hải Đăng Đu của chúng ta có ổn sau cái chấn thương vừa rồi không em? Dạ, nếu mà bảo là ổn thì là nói dối nhưng mà em chưa được. Cố gắng lên nha, mọi người vỗ tay cổ vũ cho Hải Đăng Đu đi ạ. Cố gắng lên nha. Ok, tôi không... Kiểu không biết phải nói gì về cái concept này, mình không gọi tên nó được ấy. Cái này là cái gì vậy các bạn? Tụi em là concept của rock. Đại diện cho núi lửa đúng không? Dạ. Nóng bỏng. Ok, nhìn từ phía bên trái của tôi, chúng tôi thấy ngay là một cái nhóm kỵ sĩ bóng đêm màu đen rất là huyền bí. Bình thường thì anh thấy là mọi người hô hào dữ lắm, đặc biệt là anh Tú, tại sao hôm nay em lặng quá? Có vẻ chưa thuộc bài em hả? À, bài thì bọn em cũng đã thuộc hết rồi. Bọn em cũng đã chuẩn bị rất là kỹ. Nhưng mà bọn em muốn để dành cái tâm lý vì bài bọn em được đầu tư chắc top 1 chương trình ấy. Wow, wow. Em nghĩ là các anh trai đây ai cũng tự tin thôi, nhưng mà tụi em chọn thái độ điềm tĩnh. Oh, wow. Em nghĩ Tú là Tú sẽ khiêm tốn đó. Tại vì lúc nãy thay đồ có chia sẻ với em là tối hôm qua tự tập vũ đạo ở nhà đến 4 giờ sáng. Oh. Cho nên là có vẻ như hôm nay hơi bị trầm. À, à, tới 4 giờ sáng. Chắc đói đấy em, không sao đâu. Không, nhưng mà khiêm tốn như vậy là tốt nha. Ok. Và bây giờ chúng tôi xin mời 6 nhóm trưởng ra đến với phần bốc thăm thứ tự thi. Xin mời. Lên. Mang về vinh quang đi anh ơi. Dạ, trên tay tôi là 6 phiếu thăm từ 1 đến 6. Chúng ta sẽ bốc thăm thứ tự thi cho nhóm của mình. Dạ, xin mời 6 đội trưởng ạ. Lớn lên trước đi anh ơi. Éo leo quá. Đổi không? Đổi nhanh không? Đây, đổi cho Phúc. Rồi, ok. Rồi. Ôi trời. Cho hỏi đội thi đầu tiên là ai ạ? Em ạ. Như vậy Lưu Hoàng thi hút thi đầu tiên. Tươi nha, tươi. Tại 7 người, tươi, tươi. Được. Như vậy thì đội của em xin phép được hút hết vote của tất cả anh em. Ok. Tự tin như thế là tốt ạ. À. Xin cho hỏi là đội thi thứ hai là ai? Em. Và No Far No Star là thi thứ hai. Nhưng anh trai Song Luân, lần sau anh đừng giơ tay cao lên quá. Những người ta mặc áo kỹ lưỡng thì người ta giơ tay lên được. Anh không nên, anh trai Song Luân ạ. Anh hô lại em gái được không ạ? Ai là người thi đội thứ hai ạ? Đúng rồi, giơ tới đó là đẹp. Em lên được chưa ạ? Xin cảm ơn anh trai. Em lên nha. Dạ, mời anh trai lên ạ. Chúc mừng No Far No Star dự thi thứ hai ạ. Bài thi số 3 thuộc về đội... Em ơi! What's up? Vâng, thưa quý vị, đội khiêm tốn thi thứ 3. Đội điểm tính nha, đội điểm 10 trên 10. Chúc mừng Thái Ngân. Và đội thi thứ 4 ạ. Đội thi thứ 4 là Sóng Vỗ Vỡ Bờ. Sóng Vỗ Vỡ Bờ. Đội tiên nữ sẽ thi thứ tư. Ok, cảm ơn các bạn. Ôi. Và đội thứ năm. Don't care. Don't care. Rất là dũng nhưng mà để dạ xin lỗi. Có điểm rồi. Đức Phúc là đội thi thứ 9 nha quý vị nha. Ok, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ mọi người sẵn sàng chưa? Yes. Rồi anh Thành đẹp trai quá. Chúng ta xin được chào mừng toàn thể quý vị khán giả đang đến với vòng live stage 1. Vòng thi nhóm của anh trai Say Hi. Các bạn thân yêu ơi. Dạ. Ôi. Ai là fan của ai hả? Của ai hả? Ai sẽ được kêu tên to nhất đây?
Lại là Isaac. Rồi luôn. Rồi. Không phải là ổng mua fan. Anh chuẩn bị nè. Mà ổng mua ông camera. Đúng. Tôi đã mua chuột camera quay fan rồi. Cứ mỗi lần mà zoom cho fan là sẽ là quay fan tôi. Đó. Được chưa? Chứ thì có 5 người thôi. Ai là fan của Trấn Thành hả? I love you. Chào mừng tất cả các bạn đang đến với đêm Live Stage 1, vòng thi nhóm của chương trình Anh Trai Say Hi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ 6 nhóm anh trai với 6 phong cách hoàn toàn khác nhau. Và họ sẽ lần lượt trình diễn và các bạn ở đây sẽ là giám khảo quyết định anh trai nào sẽ đi tiếp cùng với chương trình thông qua số phiếu bình chọn của các bạn. Và tại hiện trường cũng sẽ có 2 nhóm khán giả. Nhóm đầu tiên là nhóm fan club. Đây là fan club của từng anh trai và họ sẽ đến đây để gửi tình thương và năng lượng cho thần tượng của mình. Còn nhóm còn lại sẽ là 300 khán giả, là những giám khảo sẽ bình chọn những phiếu công tâm nhất cho tất cả các anh trai. Và họ là những người yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật và cực kỳ công tâm. Đúng không ạ? Đó nữa đây không? Trời ơi! Là công tâm dữ chưa? I love you. Các bạn nên nhớ là mình hãy coi phần biểu diễn thật công tâm để bình chọn theo khả năng, giọng hát, trình diễn, vũ đạo. Đừng bình chọn trên nhan sắc nhé. Ok. Và mỗi một bài trình diễn xong thì các anh trai sẽ xuất hiện trên sân khấu để các bạn nhớ lại gương mặt của họ. Và mỗi một khán giả trên tay sẽ có một chiếc máy để bình chọn. Trong một bài thi có bao nhiêu anh trai thì các bạn sẽ có bấy nhiêu phiếu bình chọn. Có nghĩa là tối đa mỗi một anh trai sẽ nhận được một phiếu bình chọn từ một khán giả. Các bạn yêu mến 30 người, các bạn có thể vote luôn cho 30 người cũng được. Chúng tôi sẽ tổng kết lại tất cả số phiếu của các bạn để biết được điểm cá nhân của ai là điểm cao nhất. Thì dĩ nhiên những người điểm kém hơn sẽ phải chia tay với chương trình. Không chịu đúng không? Không chịu. Vì vậy cho nên các bạn hãy công tâm để bình chọn những gương mặt xứng đáng nhất có thể đi xa nhất với chương trình các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, và năm nay chúng tôi sẽ có đầu tư thêm một phần đặc biệt nữa, đó là sẽ có vài sân khấu có cảnh trí cho những bài hát đặc biệt. Dĩ nhiên là với bài hát đó cần sự dàn dựng và cảnh trí như thế sẽ tạo được hiệu quả tốt nhất, thì chúng tôi sẽ dàn dựng cái cảnh đó như một cái MV. Và dĩ nhiên là dù cho diễn ở sân khấu chính hay là sân khấu dàn dựng cảnh thì chúng ta cũng sẽ có phiếu bình chọn như nhau. Và các bạn thân yêu, ngay bây giờ chúng ta sẽ làm nóng sân khấu để đến với phần trình diễn đầu tiên, được không ạ? Bao nhiêu người hát nè? Ba rap. Em, Leo, Quân với Nicky, đúng không? Rap sẽ vô trước. Là bỏ bốn câu đầu tiên. Nicky vô trước đúng không? Nicky vô trước. Vậy thì em sẽ vô hai câu đầu tiên. Để tổng hòa được 7 cá tính màu sắc của 7 nghệ sĩ vào trong một sản phẩm âm nhạc thì rất là khó luôn mọi người ạ. Em có idea là cái verse rap em đang muốn okay. Sẽ thuần afro hơn một xíu. Được. Hải Nu là người mở bát bài hát này và anh em bảo là rap đi. Ngoài cái việc hát giọng trầm ra thì anh nghĩ là em còn có khả năng ở trong rap nữa, cho nên là hãy thử. Team của mình có đến 3 rapper thì nó khiến cho cái ca khúc hook này nó nâng tầm lên rất là nhiều so với demo ban đầu. Baby so hush. Sự yêu nghề của các anh mình nhìn thấy rõ lắm luôn ấy. Họ dành tất cả thời gian, tâm huyết và chất xám của họ trong bài hát đấy không kể ngày đêm. Tại sao đến bây giờ em? Tại sao đến? Tại sao? Tại sao đến? Tại sao đến? Có những buổi phải thu âm đến 6-7 giờ sáng thì đó là một trong những cái điều mà khiến cho Liên nghĩ là ủa sao thu âm nó khó như vậy ta? Cả nhà ơi cứu tôi, chưa thu âm kiểu này từ 7 giờ tối tới 5 giờ sáng chưa xong. Làm vậy á thì cái top 1 nó mới xứng đáng. Anh ấy nghĩ ra rất là nhiều những cái idea ấy. Nên là tự nhiên kiểu khi mà thêm cái sao tiếng này, thêm cái sao tiếng kia. Cái bài nó bắt đầu thành hình á, mình kiểu ui kiểu như sóng trào ấy. Baby so hush hush. You're so hush hush. Ok anh ơi. Đến khi mà những đôi mắt bắt đầu đỏ lên và mình cũng bắt đầu sụp sụp xuống thì mọi người bắt đầu mới đi về và lúc đó thì bài cũng đã thành hình rồi. Lần đầu được làm việc với anh Vịt Đen biên đạo cho nên là đây sẽ là một project mà thực sự là host rất là nhiều energy của tất cả mọi người và bản thân Lu sẽ phải cực kỳ cố gắng. Cái bài này hình tượng mọi người sẽ là những cái hoàng tử ở sa mạc, xong rồi sẽ ngắm chung một cô gái rất là thu hút, xong mọi người sẽ tranh giành cô gái đấy. Là sẽ có cô gái đó trong lúc mình diễn không anh? Đúng rồi, nghe cái muốn xỉu nghe. Nghe cái muốn xỉu nghe. Kiều nó xỉu. Nói chung là nếu mọi người bốc vào cái bài này thì mọi người không biết nhảy là cũng sẽ là một cái challenge với mọi người đấy. Bởi vì
vì thích mọi người sẽ nhảy nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sao? Không biết là như nào. Động tác mình thấy khó nhất là động tác uống lượng sushi. Quynh chưa làm được cái đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sao? Mọi người đứng ngang á, mọi người đứng ngang nhìn kỹ. Cầm quạt và nhảy nó sẽ khó gấp đôi, gấp ba lần tùy theo cái cách chúng ta cảm nhận cái xích quạt ở trên tay mình. Chân một kiểu, tay một kiểu nên là nhiều cái động tác Quân sẽ hơi khó để mình làm đều với tim. Anh ơi, em răng sứ á, em ngậm nó không có được chắc. Tháo cái răng sứ ra. Ngày tập với anh Việt thì em thấy là đau lưng rất là nhiều. Thì không biết là có cái cách nào để chữa trị trước khi lên sân khấu hay không? Nghỉ mệt đi, mệt quá lấy nước cho uống nè. Bon che, vị chanh, rồi cái gì đào nữa nè đi, Việt đào Quốc, đi. Ô Long đào. Mật ong bon cha, uống vô ngon nha. Bon cha. Ngon mà, đi đào ngon lắm. Trời ơi, uống vô cái nhảy rồi. Em thấy là ở trong bản demo là hình như là có vén áo. Ai sẽ là người vén thôi à? Ai là người vén? Đây. Đây chưa bất ngờ. Đấy. Hợp lý. Ủa, cái này là Pháp Kiều nghĩ là rất là hợp với lại Hải Đăng Du với lại anh Quyên Lê, mà tại sao đưa cho Pháp Kiều? Pháp Kiều nghĩ là nếu như mà hai người đó làm thì khán giả sẽ rất là thích, sẽ tua đi tua lại nhiều lần, trong đó có Pháp Kiều. Đúng, thích làm đấy mà. Đặc biệt là đấy là điều Kiều thích mà. Oh my god, rồi cái tay vậy rồi sao nhảy? Mình đã cố gắng gần 2 tháng trời mà chỉ là một cái biến cố này thôi mà nó ảnh hưởng đến tất cả các anh em. Bây giờ Hải Đăng Du chỉ còn một tay. Thực sự là một thử thách và chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày mà phải chạy lại tuyến cũng như là phải suy nghĩ làm cách nào đó để cắt bỏ cái đoạn của Hải Đăng Du. Luôn không nghĩ rằng là làm việc nhóm nó sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề như thế này. Khoe múi của mình đây cũng là một thử thách của nhóm thì đấy, mất cái múi luôn. Ngoài Hải Đăng ra thì chỉ có thể Quynh Lê là làm được thôi. Mình nghĩ nếu mình là Du mình sẽ không chịu nổi cái cảm giác mà đứng nhìn mà những anh em của mình đang nhảy. Nếu như mà em dừng cái này lại thì cảm giác 3 tháng qua của em nó chưa xảy ra. Em sẵn sàng chấp nhận cái rủi ro này để em tiếp tục cùng anh em. Caliente, no pares, muy caliente. Sigue. Đừng có nhìn anh mà cái đôi mi cong, không thể kiểm soát, thôi đi xong. Từ lồng ngực chuông rung lên, và thì Cupid đã dừng cùng tên. Cho em cho hết tâm hồn anh, cứ lại gần đây và làm những gì em muốn. Play cho kêu không cần nhanh, chiều sau anh không biết đang bình minh hay là đêm muộn. Nhiều năm trước em đã ở đâu vậy? Tại sao đến bây giờ em mới tới đây? Lòng ngực nóng như than hồng, dường như chưa có ai mời em. Là như trái tim anh tâm linh. Baby girl em hút ngay từng giây đầu, làm sao cho hai đứa thêm gần nhau hơn. Em thắp sáng khắp bầu trời đêm, em như ngọn đèn hút thiêu thân lao vào. Baby girl em hút ngay từng giây đầu, làm sao cho hai đứa thêm gần nhau hơn. From the head to the toe, em thu hút anh yêu em sâu càng sâu. Baby girl, hút, hút, you're so hút, hút, booyah, hút, hút, you're so hút, 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 nhiệt độ bốc lên từ một cái tên. I can't deny, I can't deny. Người ngồi kia bên giờ thành phía trên. Yeah, tell me why. Yeah, em tinh quái trên con xe anh lái. Baby, alright, ta đến một hai. Sorry thì anh lại quên. Maybe là do tại em.
ngay từ giây đầu. Làm sao cho hai đứa thêm gần nhau hơn. Em thắp sáng các bầu trời đêm, em những ngọn đèn hút thiêu thần lao vào. Baby girl em hút ngay từ giây đầu. Làm sao cho hai đứa thêm gần nhau hơn. From the head to the toe, em thu hút anh yêu em sâu càng sâu. Và em đang hút đâu mà anh hôn lên mà em thú bên này. Là một chút mẹ sẽ hai ta feel cùng nhau cả đêm này. Vào mắt bling bling của em anh thích thích. Hòa vào kéo nhà ta đang tay mà phân cổ ai có tinh tinh. Anh siết tay em đấy thôi, đừng còn siết đâu mà em miết. Anh lý xem em có thêm cho gì cười tiếp để mà anh hiếp. Đi chung ngày anh mà ai tình là mình tự hút vào nghe em. Ad duty, đã hút mà lại còn say thêm. Baby girl em hút nghe hút hút. Baby girl em hút nghe từ giây đầu. Làm sao cho hai đứa thêm gần nhau hơn. Em thắp sáng các bầu trời đêm, em những ngọn đèn hút thiêu thần lao vào. Baby girl em hút nghe từ giây đầu. Làm sao cho hai đứa thêm gần nhau hơn. From the head to the toe, em thu hút anh yêu em sâu càng sâu. Baby girl, you're so. Và đó là phần trình diễn đầu tiên của chúng ta, rất nóng bỏng, rất sôi động với nhạc phẩm Hood. Và bây giờ hãy mời tất cả những anh trai của tác phẩm này trở lại sân khấu chính của chúng ta. Xin mời. Chúng ta có anh trai Pháp Kiều, anh trai Win, anh trai Nicky, anh trai Quân AP, anh trai Lưu Hoàng, anh trai Ali Hoàng Dương và anh trai Hải Đăng Đư. Bài vừa rồi tụi em có thấy hài lòng lắm không? Nhóm trưởng thấy sao nhóm trưởng? Gửi một lời chào đến tất cả quý vị khán giả ở đây ha. Và nhóm chúng mình We Are Who. Thực sự thì áp lực thi đầu tiên thì sẽ luôn có. Nhưng mà đối với em thì khi mà vừa xuống sân khấu tụi em đều hỏi các thành viên là tụi em có vui không? Có đã không? Thì tất cả đều đồng thanh là có, vui, đã lắm. Yeah. Và lại đến với chương trình thì thực sự là em rất là thích thú ạ. Yeah. Cảm ơn luôn. Thế Hải Đăng Đu nãy cái tay có làm ảnh hưởng đến phần thi của em lắm không? Thế nếu thế em phải hỏi mọi người ạ. Mọi người ơi, cái tay này có ảnh hưởng đến phần thi không ạ? Chắc chắn không ạ? Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Để nói về bài thi của mình thì mọi người sẽ nghĩ là nó nằm ở cái khoảng nào ổn hay là vừa ok hay là xuất sắc ạ? À? Yeah. Như nào ạ cả nhà? Win ơi, nãy em nhảy em có lo lắng không Win? Nãy em nhảy em có lo lắng nhưng mà em nghĩ nếu là em trước đó thì em sẽ lo lắng nhiều hơn nữa. Bây giờ em cảm giác mình cũng có thể cải thiện những cái động tác này kia của mình. Pháp Kiều nãy ta nâng em lên có bị tiện đình không cưng? Không anh ơi, em quen rồi. Em quen rồi. Còn Mi Sèo sao em? Bữa nay nhảy em thấy làm sao cưng? Dạ như mọi người thấy cái quạt của em thì mọi người đủ hiểu ha. Dạ từ sao người ta nhảy quạt ra ngon lành, quạt em theo tua vậy. Từ ngày tập luyện đến bây giờ thì không biết là bao nhiêu cây quạt nó đã bị hư rồi. Thì tiền quạt của chương trình đã mua đến 12 triệu thì mọi người cũng hiểu là tiết mục này đã đầu tư như thế nào. Dạ cảm ơn rất là nhiều. Thì coi như sức của Michelle cũng như là tất cả các anh em ở đây đã dồn hết cho tiết mục đầu tiên rồi. Thì rất mong mọi người hãy giải cứu tim hút ạ. Dạ. Quân AP với Nicky thấy sao ạ? Thực ra thì em cũng đã mất ngủ rất là nhiều đêm với cả bài hát này rồi. Nên là vừa xong thì em cũng thấy hơi tiếc một xíu là kiểu tưởng kiểu nếu mà anh em phải kill được nhiều hơn đúng không? Thì em sẽ ok hơn. Yeah. Mọi người hôm nay thấy tất cả thành viên của Hút nhảy có đẹp không ạ? Vậy là thầy Nicky thành công rồi ạ. Cảm ơn mọi người. Yeah. Bây giờ thì chúng ta sẽ có phần bình chọn và Trấn Thành xin được nhắc lại là 7 thành viên sẽ có 7 số thứ tự khác nhau. Các bạn nhớ kỹ từng gương mặt và bình chọn điểm cá nhân cho họ. Mã số 01 Pháp Kiều.
Mã số 02 Win. Mã số 03 Nikki. Mã số 04 Quân AP. Mã số 05 Lưu Hoàng. Mã số 06 Ali Hoàng Dương. Và mã số 07 Hải Đăng Đủ. Yeah. Ok, một phút bình chọn bắt đầu. Ngày hôm nay là anh đến đây với mục tiêu là để kích hoạt những thuộc tính mới. Cho nên nếu mọi người muốn chờ mong những điều gì mới nhất từ Lưu Hoàng thì hãy bình chọn cho số 5 nha. Ai số 5, 5 đi trà sữa nè. Mọi người ơi, mình sinh ngày 6 tháng 3 và số 3 cũng là số may mắn của mình. Và mong rằng là với vị trí số 3 này thì mọi người cũng sẽ bình chọn cho mình ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Quân đã rất cố gắng để làm một cái việc mà mình chưa bao giờ làm ở trên sân khấu. Nên là mọi người hãy cố để bình chọn cho Quân ở số 4. Số ấy xấu nhưng mặt có xấu không ạ? Không. Thank you rất nhiều. Hello mọi người. Everything will be alright. Bình chọn cho anh số 2, ok? Duyên dáng. Và say bye là của Pháp Kiều. Nhưng mà hôm nay Pháp Kiều không có muốn say bye. Pháp Kiều sẽ say hi mỗi ngày. Và mọi người hãy vote cho Pháp Kiều nha. Có thể là hành trình này anh đã bị mất đi một cánh tay, nhưng mà anh chắc chắn anh sẽ gửi lại tất cả mọi người bằng tất cả những gì anh có. Anh sẽ gửi tặng mọi người gấp 7 lần. Nên là mọi người bình chọn cho anh nhá. Yêu mọi người rất nhiều ạ. Số 6 là số trùng tên với lại mẹ của Ali. Mọi người có thương người lớn thì già cũng ủng hộ vote cho số 6. Ủng hộ Ali là mẹ Ali vui, cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ, ok mẹ. Vote phiếu mà phải vote cho dì Sáu, mẹ Ali nữa là sao? Dạ. Chúng ta vừa bình chọn xong cho 7 chàng trai của nhóm Hút. Một lần nữa xin các bạn dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho các anh trai của nhóm Hút. Mọi người rất nhiều ạ. Yeah. Trời ơi, quá cháy. Quá trời quá đất rồi. Hài lòng anh em không? Bật ngửa đầu chết á. Tuyệt vời. Mặc dù chỉ có vỏn vẹn gần 3 tuần để tập luyện, nhưng mà ngày hôm nay sau khi mà diễn xong, được nghe sự hò reo của khán giả và nghe được tinh thần của anh em, Lưu Hoàng nghĩ rằng đây sẽ là một cái thành quả rất là xứng đáng của sự nỗ lực kiên trì. Chúc mừng các anh em. Hello. Rồi. Rapper này. Ê, hồi xưa đối với Luân là đi quay phim, cái công việc của Luân là chào anh, khỏe không anh? Còn bây giờ là Luân. Hey yo man, man. Cũng vậy đó. Những cái ngày đầu giống như là Quý cảm nhận được mình đang bắt đầu một hành trình đi du học, đi sốc văn hóa mọi người. Muốn ra một tính cách, cá tính rất là mạnh mẽ, bảo vệ cái quan điểm cá nhân rất mạnh. Con bỏ vài cái phần nhỏ của cái phần free cũ, input cái rap của mọi người vô, viết thêm một cái bridge cuối, cái coda cuối để dẫn vô flow up lên tông. Cấu trúc bài là cái thứ mà đau đầu nhất trong team, bởi vì là phải sắp xếp làm sao, phải biết cách để dẫn mood cho mọi người đi từ những cảm xúc này qua cảm xúc khác mà nó không bị hẫng. Rider và Captain viết ra phần rap nhưng là rap melody và là người xây dựng cái cầu nối để chuyển giao giữa rap và hát. Viết lại nhiều cái lyric mới cũng như là thay đổi cái bố cục rất là nhiều. Ai cũng có những đóng góp mang tính cá nhân rất là cao. Cái beat đấy nó đang là bốp lốc đúng không anh nhỉ? Anh em đang muốn đổi nó sang bốp băng thì... Không, thực ra ban đầu tụi em tính làm pop luôn á, nửa bài đầu á. Nếu như mình chỉ lấy cái cảm xúc mình ra mình quyết định mọi thứ trong cái việc làm việc nhóm thì Luân nghĩ nó rất là khó để kết nối anh em và khó thể đi đến cái kết cuối cùng. Vấn đề của nhóm mình thì khá là nhiều. Tuy nhiên thì bầu nhóm trưởng nó làm gì? Để giải quyết vấn đề. Trời ơi. Luân không xem nó là một cái gánh nặng. Thật sự Luân xem đây là một cái sự trải nghiệm mới và Luân yêu thích nó. Hey bro. Sorry anh em. Xong hết rồi. Với những con người mà họ cá tính mạnh, cái vẻ bên ngoài gồ ghề, gai góc vậy á, thì mình cảm giác như là mình chạm với họ sẽ đau đúng không? Thì Tết cũng vậy. Khi sau có sai, có hai cái hút hai á, cái hút hai hút ba là tụi em thấy là có một cái bài dừng nhảy. Thì em có hỏi chương trình cho là vẫn phải trả bài cái phần đó. Những bước nhảy nó phải là đến từ những cái sự tự tin mà mình phải yêu bước nhảy đó thì mình mới sẵn sàng làm yêu đó. Không được anh đi ơi. Thật sự, anh đừng có phải bắt buồn đâu nha.
Thật sự là Tết không nói là không nhảy trong bài hát này. Tết chỉ nói là I don't do dance. I don't dance. He speak English, you know what I'm saying? I don't dance. Cả một bầu trời lo lắng với cái sự phản kháng đó, liệu bạn có đang hiểu đúng cái đề bài của chương trình đưa ra hay không? Vinh có nghe nhạc chưa? Tại vì hiện tại là mới gửi cái file cuối cùng, nó hơi trễ. Chắc mình phải bàn luôn cái tuyến dàn dựng cũng như là xuất hiện của từng anh em trong nhóm. Cái nhạc đến sát cái ngày nó vẫn chưa thật sự hoàn thiện. Trước cái lúc buổi tập á, biên đạo vẫn còn gọi cho Luân để hỏi nhạc. Thì chắc chắn là biên đạo chưa hình dung được cái idea của nhóm. Khi mà mỗi người xuất hiện á, thì anh nghĩ là mọi người quay, mọi người sẽ follow cho từng cái sự xuất hiện của người đó. Em chỉ cần cho một cái dàn dựng nào đó để những cái người mà hát trước đó rồi á, họ sẽ làm gì. Okay. Không bị chết sân khấu đúng không? Không chết. Cái việc mình sắp xếp kỹ như vậy nó sẽ giúp cho biên đạo dễ dàng hình dung hơn. Nhóm 1/20 không chỉ là ra hát mà là một nhóm đang cố gắng sử dụng những cái thế mạnh, build up những cái thế mạnh đó lên. Tess là thành viên duy nhất mà Song Luân quyết định là mình phải nhắn tin riêng với cậu ta. Bởi vì mình cảm giác là mình muốn tìm hiểu vấn đề, mình muốn tìm cách để giải quyết vấn đề đó, thì mình phải đối diện với một cái người mà mình chưa bao giờ làm việc qua. Mình cảm nhận được sự chân thành đến từ ông anh. Cảm nhận của cá nhân mình là mình rất tin vào điều đó. Tess cũng đồng ý cái việc là sẽ nhảy. Xong rồi bây giờ mình chỉ việc là mình nghĩ làm sao để cái động tác nhảy và việc xuất hiện của Tess nó phù hợp. Mình sẽ cần thử để xem anh em mình lúc hòa hợp vào với nhau sẽ như thế nào. Ok. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 1 và 2 và 3 4 và 5 và 6 và 7 và 8 Ok. Rider là một người nhớ động tác rất nhanh, nhưng mà cũng quên động tác rất nhanh. 5, 6, 7, 8 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 1 2 3 4. Mình hay để ý chân mình và nó là một sự để mình có thể nhìn thấy là nó đang như thế nào. Mình chưa quen các bước nhảy. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. Quá dễ dàng. 15, 15. Thật ra bạn này không có sự xù xì cứng nhắc như những cái gì mình tưởng tượng. Chỉ là mình có biết cách để mình chạm được vào cậu ấy hay không. He my big brother right now, he my zone. Trong cái ca khúc No Far No Star này thì nhóm mình cũng không tự tin là mạnh nhất đâu, nhưng mà cũng nghĩ là cũng không có nhóm thứ hai. Sao gái tốt thế hả em? Shit thật đấy. Cầm một cái bó hoa lên kêu là happy birthday anh, kêu ủa nay đâu phải sinh nhật của anh đâu. Kêu không, nay em tặng anh, hôm nay là buổi tập cuối cùng. Một bó hoa rất xấu. Yeah. Hoa đẹp hay xấu thì là do người thưởng thức đó, do người cầm đó. Đàn ông tặng hoa nhau lấy nó kỳ rồi. Hành động tặng hoa thôi chứ không phải là đàn ông, đàn bà cũng tặng được. Nhưng mà tự nhiên lúc đó bắt mình cay nha. Cái lúc đó mình cảm thấy hạnh phúc lắm mọi người. Hình như mấy đứa em mình nó tiếp nhận mình. Trong đó có một sự trân trọng rất lớn dành cho những người mà mình yêu quý. Anh Luân ngày đêm gọi là chăm sóc đàn em nè. Rồi một người đội trưởng đốc thúc cậu em mới lớn vào nghề nè. Một bó bông nó nghĩ là không đủ. Các từng cảm thấy may mắn khi được làm việc với anh Song Luân. Vì anh Luân là người làm cho các thành viên hòa lại với nhau. Đến bây giờ luôn cảm thấy là luôn rất là may mắn khi mà mình bị block. Tự nhiên qua bên này thì cái sức trẻ của các bạn nó lan tỏa và mình cảm giác là ồ, hình như đây mới là cái khởi đầu tốt nhất, đẹp nhất, làm cho mình cảm thấy đã nhất. Tại anh em rất là nóng lòng, rất là hừng hực muốn thể hiện ngay bây giờ. Và chúng tôi sẽ thể hiện phần diễn của mình ngay sau đây. 19/20 xin cái top 1. Yeah, anh là John đây. Bình chọn cho tớ nhá. Xin giới thiệu anh trai Song Luân. Yeah. Anh trai Ted. Anh trai Captain. Anh trai Rider. Anh trai Đỗ Phú Quý. Anh trai Ted. Và cuối cùng là anh trai Hurricane. Yeah. Các bạn hãy nhớ gương mặt của họ để lát nữa bình chọn nha. Một tràng vỗ tay để chúc họ thi được tốt nào. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn vào trong chuẩn bị ạ.
micro, headphones, một góc phòng nó chọn. Vật lộn với những cuộc chiến bên trong mình theo cách mà nó chọn. Vẫn nguyện lao theo giấc chiêm bao thử thách mà nó chọn. Làm những điều nó không được chọn vì trách nhiệm nó chọn. Hầu lộn. Mùa một mình đàn ca vu vơ, bao tư phút chốc lu mờ. Ngồi lặng nhìn vì sao trên cao, còn tim anh cảm xúc dâng trào. Thật tuyệt vời vì ngày hôm nay, điều anh luôn ước ao bao ngày. Now I can do it day by day. Let's sing with me, trái tim khắc ghi, người luôn luôn dõi theo anh từng ngày. Let's sing with me, trái tim khắc ghi, người luôn tiếp bước anh. I'll be the B.E.S.T. King of my land, King of my land. Bên vài giây đi đó ai quen. Bay đi thật xa mai sau ai có thể thay tên. Hurricane, I'm the cat moving silent. Vậy mà đến nơi này đây cũng đã lâu, chẳng kịp nhớ là vì nhìn ở phía sau. Biết nơi mà mình mau 19-20 year we all. Vì my song on your playlist and I star on my playlist. Ngôi sao chẳng đổi thay, toàn sáng với lúc 10 phút bay. Đi trên ta đường xa, tuy không nhanh bằng ai, nhưng đi xa hơn người ta. There is nothing holding me back. Đi trên con đường xa, tuy không nhanh bằng ai, nhưng đi xa hơn người ta. There is nothing holding me back. Oh oh. Mọi phiền lo bấy lâu vứt sang một bên. Cảm ơn con tim đã không ngừng kiên cường. Ngày hôm nay vững bước trên con đường xa. Dù có lúc ngoảnh đầu lại anh thấy bản thân gục ngã. Và dù có ngã trăm lần nữa không tiếc khi biết mọi thứ sẽ qua. Just believe what I think, I don't even blink. Và một hành trình dài này sẽ bám theo anh mãi mãi. Khoác trên vai chiếc ba lô thật lâu rồi lưng gù đã thành sao rồi. Biết đâu sau này còn sâu đậm sau ngày đó móc có tim giờ mà trao vội. Giữa đêm vầng hào quang rạch ngang trời lướt đi như là sao chổi. Bước đi trên con đường này chơi chọi vẫn luôn phải chắc chắn đầu mình ngẩng cao boy. Head up, keep going, your chest poked out, eyes wide open. Just like that, you show it, you gon' prove you're chosen. Dẫu cho là ngày mai thành hay bại, nhanh chân vì kia đồng hồ quay hoài. Vấp ngã thì phải đứng dậy boy, cứ vững tin là một tay này xây lại. Đi trên con đường xa, đi trên con đường xa. Tuy không nhanh bằng ai nhưng đi xa hơn người ta. There's nothing holding me back. Đi trên con đường xa, tuy không nhanh bằng ai nhưng đi xa hơn người ta. There's nothing holding me back. Oh oh. Đâu rồi, tay đâu rồi đưa lên trời, hướng lên vì sao rơi. There's nothing holding me back. Đâu rồi, tay đâu rồi đưa lên trời, hướng lên vì sao rơi. There's nothing holding me back. Chân trời bước đi chẳng dừng lại, ánh sáng dẫn lối trên đường dài. Mượn bài nhạc hôm nay để vẽ lên những câu chuyện của sau này, hẹn một mai với những đổi thay ở tương lai. No final star. No final. Đi trên con đường xa, yeah. Tuy không nhanh bằng ai, yeah. Đi xa hơn người ta. There's nothing holding me back. Đi trên con đường xa, yeah. Tuy không nhanh bằng ai, yeah. Đi xa hơn người ta. There's nothing holding me back. Oh oh. Đâu rồi, tay đâu rồi đưa lên trời, hướng lên vì sao rơi. There's nothing holding me back. Đâu rồi, tay đâu rồi đưa lên trời, hướng lên vì sao rơi. There's nothing holding me back. Cảm ơn tất cả các cho No Far No Star. Oh yeah. Đây là anh trai C2 này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Có vẻ là nhóm này là phân chia công việc rất là rõ ràng hả? Mọi người ơi, và chúng tôi là 19-20 No Far No Star.
Xin giới thiệu nha, Hurricane, Rider, Đỗ Phú Quý, Captain Tage và Song Luân. Cho anh hỏi là cái phần điểm đàn lúc đầu là Song Luân đàn thiệt hay là đàn nhép vậy? Hay là giờ ra đánh like lại nha. Là có đàn thiệt hả? Có đàn à, tụi em đều là làm thiệt hết. Cái tiết mục này nghe nói là ta nghe bình thường không có nhảy, ông này là rap rặt. Nhưng mà cho tôi hỏi, ai là người đã thuyết phục được cái ông này chịu nhúc nhích vậy? Ôi, ban đầu thì là em cự nhau với anh Luân luôn. I don't dance. Bọn em vote cho một người đội trưởng như này là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Là anh Luân thuyết phục em dance hả? Hell yeah. Mọi người thấy bạn xa game này nhảy được không ạ? Mọi người đừng nói dối nha. Trong nhóm ai là training nhảy chính ạ? Anh Quý ạ. Dạ em ạ. Thật ra thì để cho tất cả anh em cùng đồng lòng thực hiện một cái tiết mục như thế này là cả một quá trình, ai cũng nỗ lực đem hết tất cả những cái chất xám cộng thêm với sự quyết tâm thay đổi bản thân nữa. Theo em thì trong nhóm ai là không thể nhảy nhất mà cuối cùng đã vượt lên được cái bản thân của mình? Dạ, vẫn là ta nghe. Để em kể cho anh và các bạn nghe là lúc đầu khi mà em nói là phải giữ cái đề bài là phải có nhảy là ta nghe cũng I don't dance. No way I don't dance. Nhưng mà bằng cái sự cố gắng nỗ lực thuyết phục và chính bản thân Tage chấp nhận thay đổi thì bây giờ là bạn em đã enjoy có điều đó. Yeah. Em nhảy nhảy em thích, em yêu nhảy và em yeah. Yeah. Hôm nay các bạn thấy phần trình diễn của Rider thế nào ạ? Sân khấu đầu tiên thấy là trống để ở dưới luôn để cho Rider đánh rất ấn tượng. Vâng. Trông nó gần gũi à. Rider có thấy là đây là mình giống như là cá gặp nước không, thả mình vào đúng cái nơi mà mình vừa rap được, nhảy được, hát được đúng cái sở trường của mình không ạ? Khi mà em bước vào đến chương trình thì em cũng giống như anh nói là như cá gặp nước, em cảm thấy đây là sân chơi thuộc về mình. Thế Captain thì sao? Em cũng là một rapper đa năng, vừa rap vừa hát, em có thấy là Rider rõ ràng đây là một đối thủ của mình không? Nếu Rider vào trong team mình thì Rider sẽ giống như là cá gặp nước ạ, còn em thì sẽ giống như kiểu là hổ về rừng. thông minh. Ở Hurricane, em có enjoy không? Dạ, yeah, super enjoy luôn anh Thành ơi. Mọi người cổ vũ cho team No Final Star là quá máu lửa, nên là phần trình diễn của tụi em cũng vô cùng là tuyệt vời và rất là tự hào về team của mình ạ. Ok. Và giây phút bình chọn đã sắp đến. Xin được nhắc lại số báo danh cho các bạn một lần nữa để các bạn nhớ nha. Mã số 01 Hurricane, 02 Đỗ Phú Quý, 03 Captain, 04 Tage, 05 Song Luân và 06 Rider. Một phút bình chọn cho 6 anh trai. Bắt đầu. Yo Hurricane, nói ít làm nhiều, nhưng mà nói nhiều thì làm nhiều hơn. Hãy bầu chọn cho mình. Còn yeah. Hurricane tạo cảm giác sao? Đúng rồi. Các bạn ơi, chương trình của mình là tên là gì vậy ạ? Liền tay nhấn số 2 trong bảng bình chọn để bình chọn cho Đỗ Phú Quý nha. Dễ thương. Bé nào thích đi quẩy thì bình chọn cho số 3 nhá. Ê em coi em thấy rất là được truyền động lực nha. Cảm thấy mình rất là có nhiều năng lượng từ nhóm No Final Star. Hừng hực quá ha, hừng hực ghê. Đây là Tage đến từ 1920. Thể hiện bài hát No For No Star. Các bạn có thích phần trình diễn vừa rồi, hãy bình chọn cho cả 6 anh em ở đây nha. Quá trời thẳng luôn. Giọng trầm nhờ. Trầm dữ vậy trời. Đối với anh thì hôm nay anh chỉ muốn nói là anh rất vinh dự và hạnh phúc khi được làm việc với tất cả các em. Tụi em làm cho anh rất là tự hào. Nếu mọi người yêu thương tất cả chúng tôi, hãy bình chọn cho tất cả anh em chúng tôi. Yêu thích mọi người chúng tôi thì hãy bình chọn. Mà dễ thương. Cảm ơn ạ. Dập quá. Mình là số 5. Hết giờ anh ơi. Lần đầu tiên tôi thấy hình ảnh này của anh. Nghĩa là nó làm cái gì đó cho tôi cảm thấy rất là cảm giác mới mẻ. Tóc cũng mới luôn nha. Như mọi người thấy là từ rap Việt mình ăn đánh trống. Và ngay từ vòng đầu tiên ở của HSC2 mình cũng mang trống lên đây. Chứng tỏ là càng về sau mình còn rất nhiều điều để mang đến tất cả các mọi người. Nên là mọi người hãy bình chọn với mình một số báo danh 06 nhá. Và đặc biệt nữa là bình chọn 6 anh em ở đây nhá. Yeah. Anh ơi, Zach ơi. Hả? Thế em hỏi là nếu mà có 2 vote, anh sẽ vote cho ai trong nhóm này ạ? Chà, sẽ chọn Rider, tại vì Rider có đánh trống. Vâng.
Còn người thứ hai là Captain, sẽ cấp trừ cái cú flip back. Dạ. Cái đó khó nha. Mười giây cuối cùng. 10 9 8 7 6 5 4 19 20 3. No far no stay. Let's go. Và phần bình chọn đã kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã bình chọn cho 6 anh trai của No Far No Stay. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ vào phòng chơi để đến với những tiết mục tiếp theo. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay đường chuyển kênh nha. Lâu lắm rồi Quý mới có cơ hội được đứng trên sân khấu, đứng dưới ánh đèn. Mình nhảy, mình hát, hòa mình cùng âm nhạc, hết mình như vậy. Cũng đã lâu lắm rồi mình mới có cơ hội được sống lại hết tất cả những cái gì mà mình đã nhiệt huyết, đã đam mê hồi lúc trước. Tại thời điểm đó đưa ra quyết định dừng lại với âm nhạc, nó là một cái gì đó rất là khủng khiếp đối với bản thân của Quý. Anh trai Say Hi giống như là một cái phao. Được vào chương trình tập luyện tất cả mọi người là bắt đầu Quý cảm thấy là mình đã được sống lại cái đam mê này rồi. Anh hy vọng là sau cuộc chơi này, dù là không còn nhóm với các em nữa, ngay cả cuộc đời bên ngoài có như thế nào nữa, thì anh vẫn luôn luôn có hình bóng của mọi người trong tim anh. I love you. Anh trai Say Hi 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với anh trai Say Hi. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục thứ 3. Và đặc biệt hơn hết là tiết mục này chỉ có 4 anh trai thôi. Xin mời 4 anh trai của tiết mục 10 trên 10 của bước lên sân khấu ạ. Trai quá, nhỏ đẹp trai vậy. Xin được giới thiệu anh trai Phạm Đình Thái Ngân, Gemini Hùng Huỳnh, anh trai Quang Trung, và xin được giới thiệu anh trai Atus. Trai quá, bén dữ dội trời. Chị Nhi là dùng ông hao tí nào. Ba anh đông dữ vậy anh Tú. Đây là những người em mời tới đúng không? Chắc là một phần là do mọi người yêu thương em. Nhưng mà mọi người ơi, nhóm mình là nhóm 10 trên 10 và hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ thích màn trình diễn lần này ạ. Dạ, chúng ta bắt đầu nha. Dạ. Xin chào tất cả mọi người, chúng tôi là nhóm 10 trên 10. Và tôi, nhóm trưởng Phạm Đình Thái Ngân, với chức năng là vocalist. Tôi là thành viên Gemini Hùng Huỳnh, chức năng là manager. Yes. Tôi là thành viên của nhóm, tôi là rapper. Rapper tú gì, tú gì? Vocalist. Tú bơ. Trời ơi, nói mà tôi run tay nè. Tôi là thành viên của nhóm 10 trên 10, Quang Trung, vai trò là Man Visual. Oh my god. Man Visual là cắt anh Tú luôn hả? Em là ảnh đại diện hả? Trời ơi, sao em gan vậy? Nhóm tin tưởng và bầu cử à. Trời đất ơi. Cho anh hỏi là cái bài 10 trên 10 của mình sẽ mang thái độ như thế nào đây ạ? Mọi người có biết là thái độ mờ lem không ạ? Khi mà mọi người xem tiết mục này thì mọi người hãy chuẩn bị khăn giấy nha. Trong lần live show lần này, đây là cái bài mà em nghĩ sexy và cuốn hút nhất.
Bên thì nói là mở lem, bên thì sexy cuốn hút, nghe sao mà đầy hứa hẹn vậy. Ok, vậy còn chần chờ gì nữa, mời các bạn cùng dành một tràng pháo tay cho phần trình diễn của 10 trên 10. Xin mời. Trời ơi, anh cũng đẹp trai quá. Để tôi giới thiệu cho Vịt là trong 4 người đây là visual của nhóm. Anh đừng có nói gì hết, em quá là mộc mạc luôn. Trong khi anh đang trưng diện nhất nhóm. No. Sự thật là mới đầu anh nhóm trưởng có đề xuất là Tú sẽ là người hát câu đầu và Tú sẽ là visual. Nhưng mà khi mà lên anh Ti thì anh Ti sẽ chia line lại. Anh đang xếp lại vị trí hát một chút câu đầu tiên ấy, thì sẽ không phải là Tú hát mà Tú sẽ hát vào câu sau. Thì Trung là anh thấy rất là hợp lý để vào từ đầu. Thì khi mà nghe vậy thì Tú bảo là ôi vậy để Trung làm visual đi. Tại vì với Tú thì 4 anh em này ai cũng đẹp hết. Mình chẳng sợ bất cứ một cái vị trí nào hay là mình phải làm cái gì cả. Bài hát này nó đã hay sẵn rồi. Thì Ngân cảm thấy là không có cần sửa gì hết. Và cuối cùng thì mọi người vẫn sửa. Cũng may là có Ngân ở trong nhóm. Bọn mình muốn làm cái gì mình sẽ đưa ra hết cái ý tưởng. Xong rồi Ngân sẽ về Ngân tự cắt nó hình thành hết. Xong rồi bắt đầu mới gửi qua cho giám đốc nhạc. Mọi người đều đồng tâm hiệp lực, bỏ thời gian ra và làm rất là trơn tru. Thì mình không có rapper. Nhưng mà một sườn bài cơ bản của một nhóm nhạc thì phải có phần rap. Mà đoạn rap ai viết? Nhiên là anh Tú rồi. Rapper anh Tú. Trời ơi. Thì tôi bây giờ hết vị trí rồi thì mình nhảy vào đấy thôi. Tôi nghĩ mình không phải là một rapper đâu. Mình chỉ làm cho bài hát trở nên nó thú vị hơn thôi. Đến với chương trình lần này thì Tú sẽ đảm nhiệm vai trò rapper. Em nghĩ em làm được. Mọi người tin tôi chưa? Trời ơi. Mọi người tin tôi chưa? Tôi chưa bao giờ làm hát hết. Vô đây. Hùng vào đây luôn. Anh Tú vô thu nhưng mà anh Ti lại bảo là cần một cái giọng trầm dày thể hiện đúng tinh thần rap hơn. Thì lúc đó là anh Ti có nghe thử qua giọng của bố anh em thì anh Ti lại quyết định chọn giọng của Hùng. Thử nhá, thử đi. 1, 2, what you thinking my baby. Đúng rồi, giọng này hay là kìa. Lúc đó là Hùng chỉ kịp gọi là nghe flow và bắt cái flow nó và thu luôn. What you thinking my baby. How do you mean tonight baby. Tôi nghĩ rằng anh Ti cũng sẽ có cái góc nhìn riêng của anh Ti. Mọi người thấy phù hợp cho một cái tổng thể thì mình thấy ok và mình sẽ tập luyện tốt nhất cái phần của mình được giao. Thật ra tuyệt vời. Bài này là hay nhất. Đây sẽ là bài hát top 1. Kiểu mình sẽ hơi ngửa ra sau, mình sẽ đạp xong phát một cái nữa mình lại xem bài này. Có đạp trúng luôn bạn diễn mình không anh? Không. À dài. Thấy các anh cứ quăng mía thôi. Nhiều khi cảm thấy suy nghĩ hay là mình đang vô nhầm dùng nhóm kịch đó mọi người. Đạp bùm. Đúng rồi. Ok lại từ đầu nhá, từ khúc này. Ôi. Từ đây. Anh ơi, chậm lại, chậm lại. Cố lên anh ạ. En. Đúng rồi. Quá nhanh so với anh rồi. Tại vì mọi người biết sao không? Ở trong sân khấu kịch, Tú chỉ có nhảy con bướm xinh, con bướm đa tình, đùa vui với chỉ có nhảy những cái bài đấy thôi. Chưa à. Hay bị quên rồi nè. Pum. Mối lo lắng của Trung là anh Tú. Mà Trung nghĩ đó cũng là mối lo chung của cả nhóm. Khúc đầu anh Tú hơi trễ. Anh này sao mà trễ vậy trời. Nhầm. Cả một đội hình sao mà chờ được một mình anh. Tại vì bài này hay nhảy giống con bướm xuân. Anh hay nhảy con bướm xuân, anh bị nhầm bài. Mọi người không có nói thẳng với anh Tú á. Thì Trung muốn mình đại diện cho một cái sự bộc trực để cho ảnh nhận ra những cái yếu kém ở trong khả năng của mình, những hạn chế mà mình cần phải khắc phục. Trung xuất phát từ ý tốt thôi. Cố gắng lên anh ơi. Cũng không hiểu sao Trung phải làm thế đấy. Trung làm sai cũng rất là nhiều nhưng mà mình không nhắc. Trung thêm một ít bài ở cái phần bài này. Trung nhìn anh nhá, Trung nhá. Để ý vào dùng anh nhá. Đó chính là sự đoàn kết của nhóm tôi. Vì đây lát nữa nói dùm mà mọi người ai yếu nhất nhá. Ba người này đang đều rất ok của anh.
Ủa anh hỏi gì vậy anh? Thì cảm xúc mình bây giờ đang hỗn loạn lắm, đang không biết phải như thế nào. Anh cố gắng vui anh á. Cứ kêu để dành hoài. Bịt lỗ tai lại, bịt lỗ tai lại, không có nghe gì hết, không có nghe gì hết. Buổi sau cố gắng anh nhé. Đừng có nói nữa. Anh khóc á. Không, nói vậy cho anh tỉnh ngộ nha. Anh nhảy lên, nhảy lên anh bị nhảy. Người anh là cốt mà anh nhảy mà. À anh ở cốt mà anh nhảy. Quá quá. Thấy Tú với Trung cũng hơi vất vả, đặc biệt là anh Tú. Ngày diễn cũng gần tới rồi, mình sẽ cố gắng hết sức để cho mọi người thấy nhóm này là nhóm 10 trên 10, đúng nghĩa luôn. Ôi bà này em thấy sexy nhờ, mà mình cần phê ông ta, thêm cho mood lên á. Sẵn có B2Box ở đây nè, anh em muốn không? Wow! Hay lắm. Ok, uống bia càng thêm phê. Tự nhiên quá. Năng lực đội nhóm thì chưa đồng đều, tôi cũng chưa biết được là nhóm mình thì bài vở sẽ như thế nào. Thì khi bắt đầu mình tới sân khấu chính thức, mình nhảy thì mình mới cảm thấy là nó khác hầu như là đến 80% về cảm giác trong phòng tập. Trơn lắm nha anh. Bên đó mình chiếu đầu tới cuối luôn. Còn miền anh thì bị cứng chim. Có được không? Với được không? Em bị tập phần này quá rồi. Cho tới sát ngày diễn luôn vẫn có khó khăn. Thực sự là rất là lo. Lấy chân đâu? Chỉ có hy vọng là cái chấn thương rất là nhẹ thôi. Thì cũng may mắn là vết thương nó không có nặng, tức là nó chỉ hơi bị đau nhẹ khúc đấy thôi. Đến hiện tại thì sức khỏe của bốn anh em ổn. Thực ra bài mình cũng là dạng kiểu hay nhất nhì ấy. Nhưng mà cái độ rủi ro cũng khá là cao. Có những cái key moment tí thì như là nước này, ghế này hay là đạp ghế này. Mình chỉ cần rủi ro xây dựng tí thôi là sẽ đi hết cả cái bài của mình luôn. Đầu tiên thấy các anh em mà mang đôi giày diễn và lên sân khấu rất là trơn, và té lên té xuống rồi gãy ghế. Sự là tới bây giờ luôn chuẩn bị lên sân khấu rất là lo. Mình chỉ hy vọng rằng khi mà mình lên, mình có thể thứ nhất là mình không làm ảnh hưởng tới bài của nhóm, và thứ hai là mình vượt qua được cái khả năng của mình. Hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả sau khi xem 10 trên 10, mọi người sẽ yêu thích nó và mọi người sẽ cảm thấy đây cũng là một bài hát rất hay. Thế
đàn tay hay môi kề sát nhau nhờ. Giọng nói cứ khẽ sát bên tai ta đâu cần biết gì. Vì mai hãy quên lấy nhau đi em, I'll get you high, I'll get you high, I'll get you high, I'll get you high. Những lúc ấy chẳng nói bất tình cờ, sao biết say mình cứ muốn mập mờ. Sao đêm nay mình không chấp thời cơ, cho ta quay một giờ biết mình khờ. Baby can't you stay in my arms? Có đôi lúc anh cũng tham vọng, làm gì nhớ đêm giữ trong lòng. Dù mày nhấp đi nhấp đi nhấp đi. Xòe bàn tay nắm nỗi nắng bao khẽ hôn lên trên làn da điểm mười. Mười lăm hai mươi phút tan vào giấc cơn mơ điên cuồng em mỉm cười. Mỗi đêm ta còn bên nhau, duy đến đâu vẫn bên nhau. Mà cảm xúc lên khi là bên nhau, ta là bên nhau. Bài này rất hút luôn á. Răng nanh mèo đó. Và đó được gọi là mà lem mà lem. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho tiết mục 10 trên 10. Đủ 10 trên 10 chứ hả? Mình chấm điểm thì mấy trên 10 hả? Ê, lo nha, em bắt đầu run rồi đó. Lạnh không mấy em? Hồi nãy là bước ra là giống như là còn đang nguyên vẹn. Còn bây giờ là đang tẩm ướp gia vị rồi. Bây giờ là chỉ có mờ lem thôi. Cho tôi hỏi là ai nghĩ ra cái trò mà... Đấy. Ướp ác thì vậy hả? Ở trong nhóm của em thì có anh Thái Ngân với lại bạn Gemini Hùng Huỳnh á, thì giỏi nhảy và chuyển động rất là đẹp. Mà còn riêng em với anh Tú á, thì tại vì xuất thân là diễn viên kịch mà, cho nên lúc mà tụi em mới bắt đầu tập nhảy cái bài này thì nó cũng rất là kịch. Mà nó không phải kịch thường anh, nó rất là kịch cỡm. Nhờ cái sự cố gắng rất là nỗ lực và rất là tận tâm của anh biên đạo Vịt Đen và các anh chị em trong vũ đoàn Hà Nội East Girls để giúp cho tụi em hoàn thành cái bài này. Đội trưởng có khó khăn lắm khi làm việc với các nhóm viên không ạ? Dạ, từ lúc đầu cho tới đứng sau sân khấu tụi em vẫn cãi lộn. Nhưng mà kiểu mà anh em rất là vui với nhau. Sau khi xong thì em chỉ muốn ơn mọi người, bởi vì chúng ta đã làm được rồi. Bạn Atus ơi, mình thấy là anh trai Atus là mặc dù rất là đẹp trai nhưng mà Atus rất là sợ nhảy. Và bữa nay không những vừa nhảy vừa rap nữa, là không biết là anh đã vượt qua bản thân mình như thế nào ạ? À? Thật ra thì mới đầu là em tính là vào trong chương trình vòng đầu là em muốn rap trước, nhưng mà không ngờ bài này lại nhảy nhiều như thế. Và hầu như là em là cái người mà tệ nhất cái nhóm, nên là
mình biết là mình tệ nên là mình phải cố gắng mình tập nhiều hơn so với tất cả mọi người. Dạ. Có tệ lắm không? Đúng rồi đó ha. Rồi, ôi. Trời ơi, anh cười đẹp trai quá, thôi anh cho vào trong luôn đi. À, quá là hợp nhóm luôn ấy. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bình chọn cho các bạn ấy. Và hãy nhìn lên màn hình để nhớ số báo danh của từng anh trai nhé. Mã số 01, Phạm Đình Thái Ngân. Mã số 02, Gemini Hùng Huỳnh. Mã số 03, Quang Trung. 04, Anh Tú A Thức. Bây giờ mỗi bạn hãy dành một chút xíu thời gian để tự kêu gọi bình chọn đi mình đi ạ. À, mời Thái Ngân. Mọi người ơi, nếu mà mọi người yêu thương Hùng thì hãy nhớ bình chọn cho Hùng nha. Và mã số của Hùng là 02. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương nhóm 10 trên 10. Và nếu mọi người yêu thích, mọi người nhớ bầu chọn cho bốn anh em tụi mình nha. Và số báo danh của Tú là số 4. Hy vọng mọi người hãy nhớ và có gì mọi người bình chọn giúp Tú. Bên cạnh đó thì tại vì nãy giờ em không tính nói anh ạ, nhưng mà tại vì thực ra cái nhóm trưởng của em hiện tại đang rất là xúc động. Sao vậy? Xúc động. Khóc khóc khóc. Bình thường là em tôi hay giỡn lắm mà sao bữa nay sao xúc động quá vậy? Khóc khóc khóc. Càng nói càng méo. Dễ thương. Đâu có khóc đâu. Không có khóc. Đâu cho anh biết là tại vì sao em lại xúc động trong giây phút này. Em có khóc gì đâu. Kiểu cảm giác là bạn tập nhiều á, bởi vì bạn thể hiện được những gì bạn tập á, cho nên là bạn rất là xúc động á, anh hiểu cảm giác đó. Rồi, nói nghe coi sao khóc nè. Mọi người ơi, số bữa là 01, nhưng mà nó tượng trưng là không có một cái nhóm nào khác ngoài nhóm 10 trên 10 hết. 1, 2, 3, 4, mọi người nhớ bình chọn là 1, 2, 4, xin lỗi. Xúc động, giỡn gì mà sống tình cảm. Từ lúc bắt đầu luôn, từ ngày gặp đầu tiên cũng đã khó khăn rồi. Anh Tú, Quang Trung chưa từng nhảy nhiều như vậy. Không biết Hùng Huỳnh như thế nào, chưa bao giờ thấy máy thang hết. Lên sân khấu, anh em làm tốt. Khiến cho người cảm thấy kiểu mình cũng đã trải qua được một cái quá trình. Tuy nó ngắn ngủi nhưng mà ai cũng vượt lên chính mình. Và đó là tiết mục 10 trên 10 trên sân khấu rất là chỉnh chu, và mình thấy rõ là từng sự quyết tâm hiện trên gương mặt của bốn bạn, đúng không ạ? Và còn chần chờ gì nữa, mời các bạn bình chọn bắt đầu. Nếu mà anh em vote thì anh em vote ai? Vote à? Vote Phạm Đình Thầy Ngân à? Cũng khó đấy, nhóm này khó vote đấy. Lâu rồi mới có cảm giác này luôn. Cảm giác này nó khó tả lắm. Cảm giác thi sống còn khó chịu quá ha. Và 10 giây cuối cùng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và phần trình diễn vừa rồi, một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho bốn anh trai của team 10 trên 10. Cảm ơn các bạn. Và để đến với tiết mục tiếp theo, chúng tôi sẽ nghỉ giải lao trong giây lát. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau vài phút, bạn đừng chuyển kênh nhé. Biển chính thức của các anh trai chủ bóc trời phải tới. Nếu mà để nói một từ về cái tiết mục vừa rồi thì Eric sẽ dành là 10 trên 10, xuất sắc luôn. Mỗi tiết mục sẽ có một màu sắc khác nhau và cái quan trọng là mình phải làm đúng cái màu sắc của mình. Nói chung là tâm lý của anh em mình là không bị lung lay gì hết bởi vì mình đã chuẩn bị quá lâu cho cái tiết mục vừa rồi. Đúng rồi. Giờ lên chỉ có công hiến cho khán giả thôi. Nào vô. Vô. Tâm lý phải vững, trời ơi. Dăm ba cái đồ yêu này. Sống vô vơ bờ.
la la la. Hey hey la 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 la. La 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 la. Đợi 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 em đứng em đợi quá trời, thời tiết 40 độ. Bài hát chị lỗi. Phải nói là anh em mình rất là duyên, đều là những người người Bắc nhưng mà sống trong Nam. Anh cũng mới vào đây một thời gian rất là ngắn thôi. Em là từ 2017. Em cũng tầm đó, em 2019. Anh là 2017. Anh Duy là 7 ngày. Duy 7 ngày. Không, nói vậy, 15 ngày. Nhịp sống nó có gì thay đổi không? Lúc đầu vào thì mình cũng chưa quen lắm. Nhưng mà vào đây thì gặp anh em bắt đầu quen quen dần thì tôi cũng xả nhẹ ra rồi. Xả chưa? Xả nhẹ rồi. Trước là anh gồng gồng đúng không? Bây giờ là anh em ta sẽ đến điểm tập, sẽ tính toán đường dây này. Chia lời hát các anh em. Chia lời hát. Ok. Về concept sân khấu nữa. Tới nơi rồi, quay đẹp. Anh đang muốn tất cả chúng ta cùng bàn bạc xem mình sẽ làm gì trong cái bài này. Yes. Cặp quan của anh sẽ chú trọng nhiều về vocal. Đây chính là điều mà tôi mong muốn. Tôi không muốn một cái bài cảm xúc mà nó bày vẽ ra quá nhiều thứ. Hãy để cho sự mộc mạc nhất, gần gũi nhất. Cảm xúc thì không cần màu mè. Anh ơi, đây không phải là The Masked Singer mà anh từng tham gia. Đây là Anh Trai Say Hi, một cuộc thi về các nhóm nhạc và sự trình diễn lên sân khấu. Thực sự là em thấy là một tiết mục dài 5 phút rưỡi mà đứng yên thực sự là siêu nhàm chán, siêu boring luôn ý. Mình không thể nào 5 anh em cứ như cục đá đứng trên sân khấu mỗi đứa một line hát như thế. Nó không thu hút. Như ngàn vết dao cứa vào trái tim. Khi mà vào cái chương trình này cũng sẽ là những cái thử thách mà bọn mình cần phải làm và khán giả cũng rất muốn thấy. Thực ra cái này thì cần có những cái ví dụ cụ thể, bọn anh sẽ dễ tưởng tượng hơn. Có. Em và Jason đã cùng nhau làm một cái bản này. Đây là những cái mà em đang nghĩ thôi nhá, em không biết là có thể làm được hay không. Tôi tưởng là tôi đang đi học lại đại học cái thời mà thuyết trình, PowerPoint các kiểu đồ á. Bọn mình sẽ có những cái đội hình và múa với nhau. Là có dancer đúng không? Bọn em cũng tính có dancer. Các bạn ấy sợ rằng là bài hát không có nhảy làm giảm cái cảm xúc của bài. Theo Tú thì không nha. Mọi người thử nghĩ lại xem mình sẽ làm gì nếu như mà theo Eric và Jason tính nhá. Của Eric cũng hơi hụt hẫng một tí là vì các anh có vẻ đang hơi bàn lùi, cho nên là thực sự là cũng hơi lo lắng về đồng đội của mình. Lúc đầu là có dancer này, sau đó phần người nào thì người đấy hát trước cái chorus múa đương đại, sau đó là bắt đầu bay này, xong rồi lại múa này. Nó là một nồi lẩu ấy, nồi lẩu cho nhiều quá. Chết rồi, không được rồi, bắt đầu là không đúng với năng lượng mà mình thực sự muốn trong cái tiết mục này rồi. Mình chắc chắn cái kinh phí mà phải trả cho tiết mục này nó quá cao. Cái tư tưởng của anh Tú hơi khác so với Eric và Jason một chút xíu. Nhiều lúc mình cũng hơi nản. Eric hay là anh thì còn đỡ. Chứ còn ví dụ như Dương Đô Mích hay là Duy. Ơ kìa, em cũng giàu mà. Nhưng mà em nghĩ là giàu tình cảm. Thôi bây giờ đây là em nói cái quan điểm của em nhá. Thời gian vào chương trình này em sẽ chơi tới đến cùng luôn á. Em sẽ làm bằng mọi giá khi mà em cảm thấy rằng nó hiệu quả và nó đáng giá. Khủng khiếp á. Dầu ngầm. Dầu mà. Dầu ngầm. Em bán nhà chơi cũng được luôn. Luôn nha. Nhưng mà cái đấy là em nói thật á. Mình không có nhà để bán nhưng mà sẽ có nhiều thứ khác để bán. Để làm sao mà chơi cùng các anh. Chết rồi, ông này có vẻ là ba phải đây. Nhưng mà nhiều khi ấy, ấn tượng không phải là mình cứ phải dồn hết tất cả mọi thứ ra mình làm. Nhưng đấy là quan điểm của anh, nhưng đối với em, quan điểm của em là như thế. Chắc là chúng ta không cùng quan điểm rồi. No. Có thể anh nghĩ thế nhưng mà em không nghĩ thế. Mình có đi sai đề hay không? Mọi người nghĩ kỹ lại nha. Anh đang thấy có vấn đề rất lớn ở đây. Bọn mình không lạc đề. Tại vì rõ ràng là không có vũ đạo, chứ không có hề nói với mình rằng là không có dancer. Thế thì mình sẽ gọi cho đạo diễn của chương trình mình luôn. Nhẹ hết cả lòng, thực sự. Bởi vì có một người đứng ra, mình sẽ đỡ bị đơn độc một chút. Hello anh. Có một cái điều mà muốn hỏi ý kiến của anh đấy là Eric và Jason thì đang muốn khúc cuối 5 anh em sẽ đu dây này và có dancer thì nó có hợp lý không? Vậy bọn em đang bất đồng quan điểm nhẹ khúc này. Tụi em chỉ có thể chọn một trong hai. Chọn một trong hai thì mình thích đu dây hơn. Cần thiết dancer nhiều hơn là phần đu dây. Anh lưu ý trước, nếu tụi em chọn dancer ra sân khấu, cái phân đoạn đó nó không ok thì anh cũng sẽ yêu cầu cắt. Chưa làm thì mình cũng chưa thể biết được là nó sẽ như thế nào. Eric vẫn muốn bảo vệ cái quan điểm của mình rằng là khúc cuối của bài hát cần phải có một cái sự hoành tráng. Dù cho là cái việc dancer này nó có được giữ hay không thì Eric cũng đã cố gắng đến cái phút cuối cùng. Ok nhá, thì mình sẽ bàn lại nhá. Em cảm ơn anh. Hãy ngồi lại tính.
tính thật kỹ, tính thật kỹ. Quan trọng là bây giờ năm anh em mình phải chốt ra được cái điều mà cả năm anh em mình đều cảm thấy hài lòng. Chứ anh không muốn là mỗi người một ý kiến xong làm việc không hài lòng. Em không sai, không ai sai hết mọi người ơi. Bắt tay vào làm luôn. Tú rất yêu team Sóng Vỗ Vỡ Bờ. Dù có tranh luận, ý kiến trái chiều nhưng mà đều là xây dựng để cho team mạnh mẽ hơn. Mình thực sự mong muốn là bọn mình sẽ là những người chiến thắng. Rất hy vọng rằng là tất cả mọi người trong team sẽ cùng nhau hướng về cái mục tiêu đấy, để mà có thể làm một cái tiết mục này trở nên tốt nhất, đã về cả phần nghe lẫn phần nhìn. Các bạn đã thấy những con sóng chưa ạ? Như là mẹ Eric mà. Dạ. Chào cô ạ. Tỉ mỉ quá, tỉ mỉ quá. Tỉ mỉ thế. Phụ huynh nhưng mà vẫn thua bình thường mà. Chào cô. Xin chào Trấn Thành và tất cả khán giả trong trường quay và năm anh trai. Chào cô. Cảm ơn cô nhiều ạ. Cảm ơn cô. Cô đến đây là cổ vũ cho tất cả 30 anh trai và đội của con trai. Cố lên con nhá. Dễ thương à. Cảm ơn cô rất là nhiều. Nói chung là hôm nay cô đến đây chắc chắn sẽ tiếp thêm rất nhiều động lực cho Sóng Vỗ Vỡ Bờ. Vỗ tới bến đi tụi em ơi. Mai tình duyên em nhiều ngang trái gió đau đời em.
sóng vỗ vỡ bờ chẳng mây mênh mang khắp hồ. Em ơi trong đời mình nhiều lúc muốn có nhưng không. Em đó quan tâm ai mà nếu như hy vọng này tan, chẳng có tâm can đưa điều thương luôn trao về người. Mong mơ ứa duyên tình đắm say. Xin mời tất cả các anh trai sẽ cùng trở lại sân khấu chính để gặp gỡ khán giả tại đây nào. Xin mời anh trai Phạm Anh Duy, anh trai Dương Đô Mít, anh trai Anh Tú, anh trai Jason và anh trai Eric. Có vỗ mà vỡ luôn trái tim của các bạn chưa? Nhưng mà thật sự nha, lúc anh nghe demo thì anh thấy nó chỉ đơn giản là bài ballad thôi. Yeah. Tụi em dựng rồi cho tiết tấu vô rồi sau đó còn a cappella nữa. A cappella là ai nghĩ ra vậy? Sau khi team em sang nhà anh Ti để bàn luận thì anh Justati có đưa ra một cái ý kiến là tại sao các em lại không làm a cappella đi, bởi vì bài hát này cho a cappella vào thì chắc chắn sẽ hay. Bạn Duy và Eric bắt đầu phát triển, sau đó là anh em cùng làm bẻ phối, rất hay luôn. Tụi em cảm ơn anh Ti rất nhiều. Cảm ơn anh Ti. Mà thật ra là cái bài ballad này á, cái khó của nó là mấy cái câu đầu, hát là phải vô lỗ tai người ta liền. Eric với lại Phạm Anh Duy hát quá hay. Cho anh hỏi là ai lại là người nghĩ ra những động tác, ý tưởng là của ai ạ? Lúc đầu thì bọn em có nhận đề bài của chương trình là chỉ có một bài ballad và không có vũ đạo. Em đã đề xuất với tất cả anh em dàn dựng một bài hát có một chút vũ đạo nhưng nó vẫn không làm cho mất đi cảm xúc của bài hát. Nó chỉ là thêm vào để cho mọi người cảm thấy cảm xúc nó dâng hơn, nhiều hơn thôi ạ. Không, nhưng mà cái đó nó hợp lý lắm em. Cái di chuyển trên sân khấu rất là hợp lý. Cho anh hỏi cái này nó là cái gì mà sao nó không trôi hay vậy em? Cái này nó là gọi là hand painting, là bọn em kiểu như là... Bọn em sơn lên ấy.
tạo cảm giác sóng. Một loại chất liệu đặc biệt là sẽ nó chỉ bị khô và nó băng mà khô luôn nhỉ, nó không có bị lem đâu ngoài các bạn ạ. Nó rất là hay ho cái chỗ đó nha. Phạm Anh Duy nhảy múa có làm em bị bối rối không? Bây giờ em cũng rất là hiểu cái cảm xúc của Thái Ngân. Hiện tại bây giờ em cũng rất là xúc động. Nhưng mà em sẽ cố gắng kìm nó lại để không làm mất không khí của mọi người. Em cũng mới vào Sài Gòn được khoảng gần một tháng thôi, nhưng mà em cảm thấy mình rất là may mắn khi được vào chung team. Oh my. Oh my. Sao vậy? Sao đây vậy? Là một người anh mà lớn tuổi của team em. Mọi người biết không, trước khi lên sân khấu làm rất một ít dầu gió để cho là an tâm để thể biểu diễn. Ninh 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 ninh. Ôi. Mọi người cổ vũ cho Phạm Anh Duy nào. Mới thi thôi, chưa có loại, chưa có loại. Thôi bình tĩnh, nói đi. Dương Đô Mít chia sẻ một chút về cách tụi em làm việc đi để cho Duy có thời gian bình tĩnh lại nè. Bản thân em cũng hiểu được cảm xúc của anh Duy. Em cảm thấy đây là một chương trình mà giúp cho anh em gắn kết với nhau. Anh em cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đưa ra những góp ý, cùng nhau đưa ra những cái idea để làm sao cố gắng làm tốt nhất bài hát của mình. Em cảm nhận được điều đó rõ ở tất cả 5 anh em ở đây. Mọi người đều luôn cố gắng làm bài hát này hay nhất để gửi đến tất cả mọi người. Đó là một điều chắc chắn của 5 anh em chúng tôi. Yeah. Bọn em ạ. Nói một chút về Phạm Anh Duy thì quý vị thấy là bạn này là một cái người hát rất là hay. Bạn cũng rất là tình cảm. Và hôm nay chắc là do diễn với đồng đội cho nên là cảm xúc hơi dâng trào. Duy nói một chút về những cái kỷ niệm mà đẹp mà em có với anh em trong Sài Gòn lần này đi. Trước nay thì em ở ngoài Hà Nội là chính, bởi vì nhà em cũng chỉ còn có 3 người. Cho nên em bị rất là nhiều cái trọng trách ở trên mình. Em quyết định vào trong này để phát triển công việc của mình nhiều hơn, bởi vì em nghĩ rằng là những người thân của mình sẽ không còn nhiều thời gian để mà ở bên cạnh mình được nữa. Thì cái hôm 20 quay hình, bác em mất. Em thấy rằng là mình sau bao nhiêu năm mình rất là vô trách nhiệm với cả những người tấn xung quanh mình. Thì khi mà được gặp tất cả anh em ở đây, mọi người rất là yêu thương đủ mọc em. Từ những cái bữa ăn mọi người gọi cho hay là những cái cung đước mọi người mua cho. Những lần mà Tú đèo em về, Tú mua bữa ăn trưa. Rồi là gần đây nhất thì em cũng có qua nhà Eric ngủ nhờ nữa. Là coi như là em ăn ở với tất cả mọi người trong đây. Dạ, hai anh em tâm sự rất là lâu thì mới ngủ. Thì em thấy rằng là mình thiếu tốn tình cảm nhiều, nhưng mà ở đây thì em được anh em rất là yêu thương và giúp đỡ em rất là nhiều. Thực sự cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây là những tình cảm rất là chân thật mà chúng ta nên trân trọng. Cho một tràng vỗ tay cho năm anh trai nữa được không ạ? Lúc đầu tiên khi mà em cùng team làm việc với nhau thì nó có những cái khó khăn nhất định. Em cũng không biết kết nối mọi người lại với nhau như thế nào, bởi vì các màu đang khác nhau khá là nhiều. Mà khác nhau nhiều nhất đó là Dương Domic là một màu R&B. Nhưng mà em thấy khi mà Dương cất giọng lên, nó là một cái màu rất là thú vị. Và cái điều quan trọng là Dương đã làm được nhiều thứ hơn nữa ở cái đoạn sau cùng. Còn nói về chàng trai tuyệt vời như thế này, bạn ấy nói và chỉ cho bọn em những cái nốt ví dụ như C5 này, làm cho bọn em mở mang kiến thức hơn rất là nhiều. Cảm ơn Duy, tuyệt vời lắm bạn. Mình sợ nhất là sau một cái bài thi mà mình giận nhau thôi. Chứ còn nếu mà mình yêu thương nhau nhiều hơn nữa thì đó rõ ràng là nơi mà chúng ta có những tình cảm chân thật nhất. Và các bạn đừng quên cũng hãy gửi lại những tình cảm chân thật đó cho những chàng trai này bằng cách là bình chọn cho họ. Ok, chúng ta có mã số 01 Phạm Anh Duy. Mã số 02 Dương Domic.
Hôm 3 anh Tú. Yeah. Hôm 4 Jason. Yeah. Và hôm 5 Eric. Yeah. Chúng ta sẽ kêu gọi bình chọn nhé. Bây giờ Tú nghĩ là 5 anh em mình hát live cái khoảng điệp khúc ok không? Mọi người đồng ý không ạ? Ok, đồng ý không ạ? Khán giả hơn xíu này. Thì bắt đầu có một sự chặt bạc giữa các team. Em ơi nghe lời, gió hát mời em ghé đến trời, để thấy cõi lòng người vì anh bình chọn cho anh. Và mã số bình chọn của Phạm Anh Duy là 01. Mã số bình chọn của Dương Đông Bích là 02. Mã số bình chọn của anh Tú là 03. Bình chọn của Trên Son là 04. Bình chọn của Eric là 05. Đến nhanh thì kêu các bạn bình chọn đi. Bình chọn cho cả năm nha hả? Không có mọi người. Hai đôi của tôi. Hôm nay còn trong khá đẹp. Cảm ơn nha. Ôi ngang 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 ngang. Cảm ơn mọi người. Thank you. Hết giờ bình chọn. Và 100 vỗ tay nữa cho nhóm Sóng Vỗ Võ Bờ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Cảm ơn mọi người. I love you. Các bạn thân mến, các bạn còn sức không? Khán giả gì mà đáng yêu dữ vậy? Tiết mục kế tiếp, những anh trai sẽ kết hợp với vị khách mời đến từ Thái Lan của chúng ta. Và đó là ai ạ? Chính xác, đó chính là Nano. Ngay bây giờ, mời các bạn sẽ cùng đến với tiết mục mà chúng ta đang rất là chờ đợi, để xem là vị khách mời Thái Lan sẽ mang đến phần trình diễn như thế nào. Với tiết mục Don't Care, xin mời các anh trai ạ. Tôi nói thật, với độ nóng này, mình không biết là show đêm nay mấy giờ sẽ hết. Bởi vì các chàng trai này so hot. Nè, khoan, cho tôi một phút, yên lặng, bình tĩnh lại. Cho tôi hỏi thật sự là, ở đây ai là fan của ai vậy hả? Từ từ, tôi đọc tên lại lần nữa để cho coi ai vỗ tay to hơn nha. Tại vì tôi thấy là âm lượng là gần như nhau. Cho tôi nghe lại một lần nữa, ok. Ai là fan của Negip ạ? Rồi đi, lớn. Ok, ok. Đúng rồi, phải vậy đó. Ok. Ai là fan của Gin Tuấn Kiệt ạ? Ai là fan của Quán Hùng ạ? Ai là fan của Isaac ạ? Anh Thành, em áp lực quá, em ở cuối anh Thành ơi. The last one. Ai là fan của Vũ Tân ạ? Trời ơi anh ơi. Em Lai ơi, anh hỏi thiệt, em là thần thánh phương nào mà em có cái sức cuốn hút gì mà dễ sợ vậy? Dạ, chắc là em may mắn là em đứng cuối hàng thôi. Mà lúc nào cuối hàng thì em nghĩ là sức nóng của mọi người cũng đâu tập trung về đâu đây. Mọi người vỗ tay cho Thịnh đi mà. Mọi người nhiều lắm ạ. Cho hỏi đội trưởng Isaac là với một cái độ tuổi mà cách xa mọi người như vậy thì mình có khó khăn gì trong việc connect mọi người lại không? Đội em đổi đội trưởng rồi, đội trưởng mới đây là Negip. Ủa vậy hả? Sao vậy? Ủa? Em thấy em ơi, em làm được gì cho nhóm? Dạ, em nhảy cũng hay, hát cũng hay, mà chơi rap cũng đẹp. Nhưng mà thấy là đội trưởng này cọc quá, nói chuyện chân mày câu quá. Ủa vậy ha, đem nhả rồi bớt. Cho hỏi nhóm em là tinh thần thế nào ạ? Dạ, tinh thần của tụi em là chơi vui vẻ nhưng mà thắng thì càng tốt. That's good. Quang Hùng ơi, đây là cái lần đầu tiên mình diễn tại sân nhà ở một sân khấu lớn như vậy, thì cái tâm lý, cái buổi đầu tiên của em như thế nào? Thật sự là hiện tại thì bây giờ em đang rất là run. Tại vì đây là một sân khấu mà Hùng nghĩ là Hùng đã mơ từ 10 năm trước rồi. Và trong cái quãng đường làm âm nhạc của em thì em nghĩ là chưa có khi nào mình được gọi là debut cả. Và hy vọng trong chương trình này em sẽ được debut. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Có nghĩa là Quang Hùng MasterD sẽ debut tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên nha. Ok, chúng ta sẽ cùng ủng hộ cho bạn ấy. Người ta thì đang thắc mắc là không biết là sau đám cưới là Gin Tú Kỳ còn hát nổi không em? Dạ ổn anh, sau cái đám cưới em cảm thấy em rất là sung sức và em hát tới cái gì luôn ạ. Puka vẫn còn để em thở đúng không ạ? Dạ vẫn còn ạ. Ok, và cho tôi biết là các bạn có gặp khó khăn gì trong việc trao đổi với anh Anon Thái Lan không ạ? May mắn thay thì tụi em có một người bên không ngoại giao đó là anh Isaac. Đó thì luôn gọi là dạ. Thương quá không? Rồi. Cái mến nó cục mủng không? Đội trưởng này ăn nói hơi vụng về xíu quý vị nha, thông cảm cho em đó. Ok, bây giờ sẵn sàng chưa? Mời các trai vào trong chuẩn bị mang Nanon ra đây với tiết mục Don't Care. Ngày đầu tiên mặc dù chương trình sắp một khoảng thời gian thu rất là lâu nhưng mà anh em thu mãi vẫn cảm thấy là chưa có ân ý. Lúc đầu thì do là cái lời bài hát này nó ghi chữ quá thì anh em cũng có chỉnh sửa một chút xíu để cho nó ngắn gọn lại và chắc chắn hơn trong câu hát. Ti rất là hỗ trợ và đặc biệt rằng là songwriter người sáng tác ca khúc này rất là support khi mà đồng ý cho anh em sửa lời thoải mái. Trong cái phần chorus của cái bài hát này á, mỗi người đều có một cái câu viết riêng của mình. Hải giác cảm thấy wow, không có nghĩ là có một cái sự kết hợp nó nhuần nhuyễn như vậy. Trộn vía là khi mà thu là thì Hùng cảm thấy mọi thứ rất là ok, tổng thể khớp vào với nhau. Cảm ơn ông trời đã đem bốn tình yêu này đến với đời tôi, bởi vì mọi thứ đang rất là dễ dàng. Nhưng mà chắc chắn là cả năm anh em đều sẽ phải vượt qua rất là nhiều cái khó khăn sắp tới nữa. Rồi coi bài nhảy bên chương trình gửi chưa? Khó đấy. Khó ha. Mình cứ tập đi rồi sau đó anh với đi đạo sẽ cùng coi lại và làm cho động tác của nó tinh gọn lại á. Dạ, em chắc là phải bơi rồi. Bơi theo anh em. Quăng theo cái phao. Ủa, nhưng mà em đã có kinh nghiệm nhảy rồi đúng không? Dạ, em cũng chưa nhưng mà em sẽ cố gắng. Ủa gì nhớ có ai có kinh nghiệm nhảy rồi em? Em chưa. Nhóm mình là có mỗi hai người dancer. Ủa? Tôi cũng chân hững đó, tại vì thực ra là tôi cũng coi Vũ Thịnh trên TikTok thấy cũng nhảy dữ lắm. Nói chung là mọi thứ là cái sự tưởng bở với tôi thôi. Đi gíp, để nhặt chuông em luôn này, hay ghê không? Phần cứng. Dạ, alo anh. Em yêu đâu rồi? Gíp mấy tiếng em tới. Trời, đợi em xíu anh ơi, trời ơi, kẹt xe quá à. Trời, em xin lỗi nha. Ok, bye. Dạ, ok. Những hôm thu âm thì nó tới trễ người ta. Có anh ạ, à, lúc nào cũng đi chế. Ủa vậy hả? Chết rồi, vậy là phải phạt cho nó rồi. Ôi! Đúng giờ không? Em trễ giờ mà còn tiểu phẩm nó hết đất 30 cái. Ý! Ơi! Nhi kiếm à! Xin lỗi cả nhà. Ủa đây này. Thật ra thì cũng kẹt xe, cũng nhiều thứ lắm. Chứ không phải là tại vì em cố tình đi trễ đâu. Dạ. Vô thấy mọi người cũng ngồi đủ hết rồi thì thật sự lòng rất đau. Bây giờ mình phải tập cái tổ hợp của chương trình bắt buộc. Tại vì cần phải biết trình độ khả năng của mấy bạn ra sao. Đừng có liếc vậy, nói chuyện nhìn thẳng đi, đừng có liếc. Vậy thì bây giờ mình vô tập đi ạ. Bùm 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 bùm. Sắp mình bớt tưng được không? Làm riết nó quen đó. Phải, thằng bé nó không có tưng đâu anh. Mà cái trong người nó tự tưng. Đúng rồi, trong người có cái lò xo á anh. Đâu ra em lặp lại xem, em lặp 2, 3. Trong lúc tập luyện mọi người rất là hay quăng miếng để cho cái không khí cái buổi tập nó vui vẻ hơn, nó gắn kết hơn. Trời ơi, thấy cái nhóm này là nít dữ nhiều á. Tập đi không, nó tập nó tấu hài không à. Anh nói thiệt, mấy đứa có sợ bị loại không? Ôi chết, sao căng quá vậy? Có vẻ trời cũng khá là nóng. Cái câu chuyện là khi nhảy nhóm á, là mình phải nhìn nhau, phải tự động mình chỉnh lại để cho đều hết tất cả mọi người. Lại okay, nha. Anh lại nữa ráng nha mọi người. Nói chung là mình tập cái gì mình thuộc cái đó mình mới move on tiếp, chứ không thôi là nó sẽ rối hết. Đếm lại đi Nhi đếm lại. Hai đi. Lan Nhi dựng bài này rất khó. Khó kinh khủng khiếp luôn mà ai dắt nó thôi chết. Sao mấy bạn này nhảy được? Cảm thấy như là em đang bơi ở ngoài biển vậy á. Nhi Gip thật sự rất lo cho team mình. Chưa ổn, làm lại lần nữa. Đã chế để nói còn nêu. Thi, khoan, chưa đều. Nè, dáng Thịnh hơi sai nè. Một động tác thì ảnh có thể tập lại khoảng 12, 14 lần. Chỉ là đúng một cái này thôi.
Một cái này thôi là phải làm cho đều. Trong tổng thể bài hát thì mình nghĩ là sẽ rất nhiều đoạn khó, nhưng mà mình không nghĩ là cái đoạn đó là cái đoạn khó nhất. Lại đi. Bản thân Isaac đã OCD và overthinking rồi cho nên Isaac lo rất là nhiều. Isaac muốn là khi mà đã xuất hiện rồi thì cái phần biểu diễn nó phải hoành tráng nhất có thể, và nó phải thể hiện được cá tính, tinh thần của team Isaac. Ok. Tuyệt chơi. Mọi người giải lao đi ạ. Đúng là ngân hàng quốc tế VIP thật là chu đáo. Có nước có khăn nữa. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Tuyệt vời. Chưa kịp gặp Na Non luôn, ngày hôm nay mới được gặp Na Non ngày đầu tiên để tập bài này và ngay trên sân khấu này luôn. 50 điểm của chương trình hả, nuốt dễ như cái khoai này luôn. Thật ra cũng lo đó, cả nhóm chỉ có được một ngày tập với Na Non và ngày hôm sau thì là anh em đã phải quay rồi. Nhưng mà Isaac nghĩ là lo thì cũng chẳng làm được gì, cho nên là thay vì lo thì tất cả các anh em cùng nhau tập luyện cho thật tốt cái phần của mình trước. Trộm vía, Na Non cũng rất là hợp tác và bạn cũng chịu khó chạy đi chạy lại cho cái ngày mà bạn vừa bay vào Việt Nam. Mặc dù không tập luyện nhiều với nhau nhưng mà cái sự kết nối về mặt năng lượng của Sinoncare và Na Non nó rất là tốt. Khách mời của chúng ta rất là dễ thương, cho nên là cái sự phối hợp của các anh em nó rất là nhịp nhàng. Dinh nghĩ là một cái nhóm làm việc tốt á, thì cần phải có sự gắn kết và giao lưu, được gặp gỡ và tiếp xúc với Na Non nhiều á, sẽ là một cái để có thể hiểu bạn và sắp xếp cái tiết mục hoàn chỉnh và hay nhất. Nhưng mà có một điều, hôm mà chạy chương trình xong thì ban tổ chức nói là team tụi em là team không đều nhất trong tất cả các team. Vừa qua hôm sau quay rồi, lúc đó Isaac như là team muốn rớt xuống một nhịp, không biết làm sao nữa bây giờ. Tôi thì nhìn thấy được cái áp lực của anh Isaac khá là lo lắng, bởi vì là bài chơi đâu vào đâu cả. Vừa tập bài nhóm, vừa tập bài của Liên Quân nữa, nên là cái gánh nặng ở trên vai rất là lớn. Lúc nào anh cũng cười nói mọi người, nhưng mà có một góc nào đó anh ngồi anh suy nghĩ và anh buồn thì thật sự. Khi mà thấy anh Sái căng thẳng thì Jin cảm thấy cũng rất là lo, cũng muốn là san sẻ với ảnh một chút xíu để cho ảnh vui vẻ trở lại. Isaac nghĩ là hard work pays off, gạo mà không chín thì chín phân nửa cũng được. Hy vọng Donkey sẽ là một bản biểu diễn thật là cảm xúc, bởi vì anh em cố gắng rất là nhiều. Và Isaac rất là tự hào về các thành viên của team Donkey nha. Team Donkey vẫn còn mọi người thế. Là một đời khác thay cho anh đúng không? Một trời này từng ngập nắng đến khi mình xa rời. Một ngày mưa rơi chẳng xóa anh khuyên em hết lời. Người chọn này liệu chẳng có cho em được thánh thời? Chẳng cần làm gì on grab up stage rồi nghỉ ngơi. Yeah, baby, hãy cứ lướt ra khỏi tâm trí anh thế đi. Đừng nghĩ anh thích những thứ tình yêu petty. Cầm thêm cả VCA, rolling time on the bank. Cô đừng làm sát luôn cả cái nét nơi đây. Em nghĩ đi, nghĩ đi. Baby girl, em nghĩ đi. Chỉ vì em mà love và nữ như vì người khác kèm bước mi. I just wanna make you blow your mind. Chỉ muốn những gì họ có, nhưng đâu biết em sẽ bị bỏ sót trong tương lai. Nghĩ đi, nghĩ đi. Because I know you. Không quan tâm anh nói gì, vì giờ đã chế để nói câu nếu thì. Cause I know, shouldn't let you go. Trái tim anh em đã lấy đi đâu. Nhưng đợi thời gian thay cho câu trả lời. Để rồi sẽ mãi yêu em không nghĩ ngợi. Cause I know, shouldn't let you go. My love for you, you'll never know. Triple A ready. Yeah, I'm born to care. เดี๋ยวจะมีโอกาสได้กลับมาเพราะฉันไม่เคยจะชอบมันเลยสักครั้งทุกครั้งที่จะลาเพราะเธอได้เป็นสิ่งเดียวที่ตัวฉันเองได้โอบิกาตั้งใจดูสิ่งที่เธอวิ่งตามว่าจะต้องมีว่าจะต้องตามล่ะก็ไม่เคยเลยสักคืนที่ตัวฉันจะไม่ปวดใจก็ไม่เคยเลยสักคืนที่ตัวฉันจะไม่เสียใจแต่ตอนนี้มีสิ่งเดียวที่อยากจะพูดไป If you want that you want to get it Baby ให้คุณรู้สักคนต้องเพียง
VCA. Rolly 30 so đẹp em ngồi đứng làm rất luôn cả cái nền ở đây. Em nghĩ đi nghĩ đi, baby girl em nghĩ đi. Chỉ vì em mà lao vào lưới những viên người khác em mướt mi. I just wanna make you blow your mind. Thế nhưng em chỉ muốn những gì họ có nhưng đâu biết em sẽ bị bỏ sót trong tương lai. Nghĩ đi nghĩ đi. Because I know you. Không quan tâm anh nói gì, vì giờ đã chết đến hơn còn nếu thì cứ sai đâu. Shouldn't let you go. Trái tim anh em đã lấy đi đâu. Bây giờ thời gian thay cho câu trả lời. Để rồi sẽ mãi yêu em không nghi ngờ. Cause I know, shouldn't let you go. My love for you, you never know. Không quan tâm anh nói gì. Vì giờ đã chết đến nỗi còn nếu thì baby girl. Để thời gian thay cho câu trả lời. Để giờ sẽ mãi yêu em không nghĩ ngợi. Anh giang tay đón cánh hoa tàn đang chờ trọi giữa bãi đất hoang. Em chỉ biết yêu thương mình khi không còn ai nghe em thở than. Không quan tâm mình nói gì. Và giờ đã chết đến nỗi câu nếu. Cause I know, shouldn't let you go. Trái tim anh em đã lấy đi đâu. Mình đợi thời gian thay cho câu trả lời. Để rồi sẽ mãi yêu em không nghi ngờ. Cause I know, shouldn't let you go. My love for you, you never know. Trao vào tay nồng nhiệt nữa cho Team Don't Care. Và vị khách mời đến từ Thái Lan, Nano. 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 Phải nói là ở đây cháy hết năng lượng với lại tiết mục này đấy. Cảm ơn các bạn là những khán giả rất là tuyệt vời. Và trước tiên phải hỏi vị khách mời của chúng ta, đúng không ạ? How do you feel after the performance? I'm so excited and I feel good to show with you guys. Yeah. It's good to see you too. Thank you so much for coming here and join us. But do you have some difficulties when working together? Oh no, my problem is personal. Okay. Because I have a lot of work, I not have more time to work with you for practice. Yeah. But I think we are a good team, right? Yes, we did a good job. Yeah. Yeah. Thank you. รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเพอร์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมครับผมแล้วก็คนเก่งมากแล้วทุกคนตั้งใจซ้อมมากๆด้วยเรื่องเวลาของตัวผมเองแล้วครับเลยแบบว่าไม่ได้เวิร์คกับทีมมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่านอกจากโอกาสนี้เราจะมีโอกาสไหนที่แบบเราจะได้ทำอะไรอย่างเงี้ยทีมผมนี่คือสุดยอดเก่งทุกคนนะครับผมหวังว่าจะมีบุญในการติดท็อป3บ้างนะครับI hope that you're having a very great time here to enjoy the performance. Không biết mọi người có thích không ạ? Báo nhẹ cho cái người đàn ông mà nói là mình coi như lần đầu tiên debut ở Việt Nam biết là có một số fan đã bay từ Thái Lan qua Việt Nam. Cho tôi coi fan from Thailand who? They're from Thailand too. Yeah, he has a lot of fans in Thailand. You fly here from Thailand? FC Music Quang Hung Masi from Thailand. Thank you. Single or married? Độc thân. Ba cô gái độc thân. Đến đây vì Quang Hung Masi.
À, sao quân khá, bạn khá. Trời hay quá. Bây giờ kêu gọi bình chọn. Vô đúng môn rồi anh ơi. Chúng ta có mã số 01 Vũ Thịnh. Yeah. Mã số 02 Negin. Mã số 03 Isaac. Mã số 04 Quang Hùng Master D. Và mã số 05 Gin Tuấn Kiệt. Vậy Gin đứng bên này cho các bạn dễ nhớ. Ok. Nanon khỏi chọn. Nanon chỉ cần thả tim. Trước khi kêu gọi thì Isaac cũng muốn chia sẻ một điều là chiều nay Isaac có phỏng vấn thì mọi người hỏi là lỡ như một trong những thành viên này bị loại thì sao? Thực sự lúc đó mình không có nghĩ là mình đã thương mọi người nhiều như thế này. Chỉ là hỏi thôi mà Isaac cảm thấy rất là xúc động. Thực sự là Isaac không có muốn bất cứ thành viên nào bị loại hết. Đây mới đúng là tinh thần của anh chơi C2. Isaac biết là anh em rất khó khăn, gần như là bắt đầu từ con số 0 đến ngày hôm nay khi mọi người đứng trên sân khấu nhảy đẹp nhảy đều như thế này, Isaac cảm thấy rất là xúc động. Anh rất là tự hào về các em. Isaac xin mọi người thì hãy bình chọn cho tất cả thành viên của Don't Care nếu được nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn Isaac. Mời Vũ Thịnh. Xin chào mọi người, mình là anh trai Vũ Thịnh. Vũ Thịnh ta phải yêu, phải thương, phải chiều các bạn. Các bạn muốn gì? Thịnh chiều với nó. Thịnh, Vũ Thịnh. Ôi, ôi. Trời ơi. Quá trời rồi, quá trời rồi. Trời ơi, bây giờ mà bên chỗ mà bất chấp tài sản luôn như vậy. Vũ Thịnh mở màn rồi, có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là mọi người bình chọn là sẽ có quà đó. Yeah. Quà gì nói cho rõ à? Dạ. Ôi! Anh ơi! Ôi! Anh làm thế ai bọn em sao làm lại? Không, không. Rồi bây giờ tới em giới thiệu ạ. À. Dạ. Anh trai không gia trưởng nhưng vẫn lo được cho em. Em út của nhóm Đông Khe Isaac. Đường, đường anh ơi. Có bấm hay không? Số mấy? Số mấy? Số mấy? Số ba, số ba, số ba. Trời ơi. Tại sao cái chiêu cho quà này hay như vậy mà mấy nhóm trước không làm? Nè Kim, tay em. Kinh nghiệm quá. Yeah. Đẹp. Alo, alo. Bình tĩnh nè, bình tĩnh nè. Thấy trai đẹp bao giờ chưa? Thấy trai đẹp nhảy hay, rap hay, hát hay chưa? Yeah. Ở ngoài đời là còn đẹp hơn nữa đó, nè. Thấy trai đẹp hát hay thì bình chọn nha. Ok. Negip thì không có quăng áo được tại vì mình cũng ấy lắm. Phải tại vì Negip có body 6 múi muốn dành cho dòng sau. Dạ, ok. Thôi, mình chỉ có một món quà nhỏ nhỏ này thôi. Đeo tận tay luôn. Một trong những cái nhẫn yêu thích nhất của Negip. Giàu nha. Đâu, bạn nào yêu thương Negip nhất đâu ạ? Bạn nào yêu thương Negip đâu ạ? Ok, coi như em là may mắn nha. Bầu chọn cho anh nha, ok. Trời đất ơi, thôi chết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người. Quang Hùng. Cánh tay của mọi người. Nhắm mắt lại. Và Quang Hùng Master D không muốn say bye. Quá trời. Gin. Hello, chào mọi người. Mình là anh trai Gin Tuấn Kiệt. Tuy là mình đã có vợ rồi nhưng vẫn cần vodka. Mọi người á, chớ có nên chần chờ. Kẻo chị thơ buồn. Gin Tuấn Kiệt. Một vodka đây ạ. Gin Tuấn Kiệt. Bây giờ Gin thì cũng không có cái gì nhiều. Hay là mình lấy cái cặp găng tay Gin Tuấn Kiệt và Buka được không ạ? Nhá, này là găng tay Gin Tuấn Kiệt đây ạ. À, nhá, bên này là Buka nhá. Bây giờ tôi sẽ thả nhẹ ở đây nha. 1, 2, 3. Găng tay Gin Tuấn Kiệt bên này nhá. 1,
2, 3. Yeah, thank you mọi người. Na non, na non, na non, na non. You want to give something? I don't have something. I have only my heart. I want to give my love for you, everyone. Bấm chọn, bắt đầu. Bấm hết luôn. Chọn hết đâu mọi người. Bấm hết 5 người luôn. 5 người luôn. Bấm hết 5 người. Như một live show ca nhạc ngoài trời vậy đó. Tôi ước gì là quý vị khán giả ở nhà có thể ở trên cái sân khấu này để chứng kiến được cái sức nóng mà khán giả tại trường dành cho mọi người. Ok, thời gian bình chọn đã hết. Một tràng pháo tay nữa cho Team Don't Care và khách mời Nano đến từ Thái Lan. Súng toàn cầu, xem show Việt, VN phiên bản toàn cầu, kho nội dung Việt lớn nhất thế giới, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Anh trai Say Hi, 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí VN. Em sẽ bao quát tất cả, nên rằng là nếu mà cái drop nó quá nhiều thì là cái phần nhảy nó sẽ phải rất là nhiều. Đoạn drop 2 mà anh vừa mới bật ấy, là em thấy là cái phần nhảy nó siêu căng. Làm bất cứ một cái việc gì mà đặc biệt là cái công việc mà liên quan đến cái chuyên môn của mình nữa thì Phúc gọi là Phúc sao sát trong từng khía cạnh một. Dương không có nhiều những kinh nghiệm về sản xuất nhạc. Dương sẽ ngồi và Dương lắng nghe hai bạn, Dương sẽ học được rất rất nhiều thứ. Nhưng mà giữa Hiếu và Phúc thì hai bạn đều có một cái cá tính âm nhạc rất là cao, rất là mạnh. Cái không khí nó cũng căng thẳng phết ấy trong giai đoạn đầu tiên. Hello, hello mọi người. Hiếu khi nhìn những gì Hiếu có nói nhé. Hiếu ạ. Hiếu đây. Mình đang tham gia song song hai chương trình. Những cái ngày quay của hai một đêm nó ảnh hưởng rất là nhiều tới thời gian mà mình teamwork với lại hai anh. Nhưng mà so far so good, mình thấy là mọi chuyện vẫn handle được. Viết như kiểu bình thường em viết clubbinger ấy. Em viết ra. Bài này nó có một cái hòa thanh quá hay đi. Và một cái phần intro, một cái vocal chop nó rất rất là hay. Mình sẽ dùng cái đó để mà mình biến tấu nó thành một bài hát hoàn toàn khác luôn. Cái thể loại nhạc drill đang rất là trendy. Và Hiếu làm ngay một cái bản phối như thế. Ôi, khi mà nghe xong rồi Phúc là ôi hay thế, hay thế, hay thế. Nhưng mà thôi, không chọn bản này. Tình huống này quá trớ trêu. Khi mà đang đắm chìm vào cái bản phối mới của Hiếu gửi lại thì mình mới sực nhớ ra là luật lệ của chương trình. Mình phải giữ version 3-40 giây mà demo chương trình giao cho. Đó là đề bài nhảy bắt buộc. Ôi thôi chết rồi. Với cái bản phối mới này của Hiếu là coi như là nó sẽ không khả thi. Cuối cùng thôi, mình thích nghi. Có một ai đó đặt mình vào cái tình huống đó thì mình cứ chơi thôi. Vẫn là cái kiểu future bass như thế là để bọn em nhảy được cái tổ hợp mà cái đề bài bên chương trình ra. Và nội dung bài hát nó là một cái bài buồn, nỗi đau ngây dại. Phúc mới nghĩ đến là một cái câu chuyện về ba chàng hoàng tử yêu chung một người. Công chúa đấy à? Hiếu được tác giả? Hiếu được tác giả? Không, là một nhân vật khách mời. Ôi, sợ hết như vậy ta. Dương rất sợ là nó sẽ bị xảy cái concept về hoàng tử công chúa họ đã làm từ thế kỷ bao nhiêu. Bắt buộc lần này mình phải khai triển cái ý tưởng đấy. Thử thách đấy. Nhưng mà thôi thấy cũng yes, thử thách là để vượt qua mà, không sao. Mọi người mong muốn cái bài mình sẽ là như thế nào? Và em mong muốn là được giải nhất. À, được giải nhất. Anh Đức Phúc chơi cái chương trình này nó khác với phong cách của mình chơi. Mình chơi là cái kiểu này nè, sao không được. Phúc đến đây với một cái tinh thần rằng là chơi hết mình và học hỏi triệt để. Bùm. Rồi, đạp chân này xuống. Đúng rồi. Khó thế. Bùm bùm. Những cái bài như thế này nó đòi hỏi uyển chuyển rất là dẻo dai. Còn cái người của mình nó hơi bị cứng á. Mình theo kiểu hip hop mà. Chữ hả? Không có chữ. Bắn chữ à, nghe. Hiếu đang hơi gọi là lọng cọng một chút. Nhưng Dương nhìn thấy sự cố gắng của Hiếu. Chỉ cần kiểu quay đầu sang cũng là thấy Hiếu đang tập đi tập lại cái đoạn đó. Mình nghĩ là nó sẽ rất là đơn giản với hai anh. Nhưng mà là nó khó với mình là tại vì nó uyển chuyển thôi. Nó là cái movement của nó, cái thái độ của nó. À, bình thường là mình mở như vậy, còn giờ là phải. Hiếu ơi, cố gắng nha. Không làm được thì thôi. Bước sang người phụ tài áo. Mọi sự thể hiện của anh Dương làm cho Phúc rất là bất ngờ. Dương đã dành 100% công sức của mình cho cái buổi tập luyện này. Phúc chắc chắn rằng là anh Dương sẽ là một ẩn số của chương trình lần này. Đó, dễ chưa? Đấy, chưa?
Khi mà Phúc nhìn bản demo nhảy của chương trình phát ra thì Phúc mới nhắm ngay cái anh mà làm cái trick xoay bùm một cái. 5, 6, 7, 8, 1. Dương nghĩ động tác khó nhất đã có Đức Phúc đảm nhận rồi. Hôm nay là mình cũng bớt được một gánh nặng. Mình chỉ việc dùng cơ bắp của mình nâng Phúc lên thôi. Cái động tác đấy nó khó như cái việc là bắt chúng ta quay trở lại với người yêu cũ. Một người yêu cũ mà đối xử siêu tệ bạc với chúng ta nhưng mà bắt chúng ta quay lại. Mọi người còn muốn quay lại không? Ôi khó quá. Tại vì mình có cái nghĩa vụ là phải nắm cái tay của anh bưng qua đây à, nhưng mà lúc mà xoay á thì cái trọng lượng nó rất là lớn. Đức Phúc không nặng nhưng cái giày của Phúc rất nặng. Thì cảm giác cái chân em đá nó không có mảnh á Phúc nhở? Tại vì là nó bị vướng cái giày nó to, nó xoay một vòng như này này. Đúng rồi. Đó. Thế đó, thì giày em nặng. Bỏ ra nhá. Cái giày hôm nay đi tập là nó hơi to với nó cũng có một cái tí độ nhẹ một tí. Xíu xíu. Rồi, 5, 6, 7, 8, and 1. Đúng rồi. Giỏi. Ông cha ta đã có câu áp lực tạo kim cương. Phúc, Hiếu và anh Dương đang là ba cục kim cương. Anh đã nói vậy rồi thì mình cũng nhận thôi. Ba cục kim cương sáng giá lắm. Thực sự rất là trộm vía khi mà cái idea của mình lên đến sân khấu, mọi thứ nó đã được triển khai rất là đúng với ý Phúc. Dạ, yeah, hơn là cái nhóm này chỉ có ba người thôi đó. Yes. Yes. Anh Phúc rất là mê cái đẹp nên là lúc nào cũng phải dàn dựng như thế nào, cái hiệu ứng sân khấu, camera như thế nào, và dancer như thế nào, đó là ý tưởng của anh Phúc hết. Nhấn mạnh lại rằng là Phúc không ra trường, mà Phúc hiện tại chỉ là nhóm trưởng thôi và làm tròn cái vai trò của một người nhóm trưởng. Trong một cái tập thể lúc nào nó cũng sẽ có luồng ý kiến khác nhau, và quan trọng là sau những cái đó thì mình tiếp tục được với nhau hay không. Theo mình thấy thì cũng khá là hợp với lại anh Công Dương và anh Đức Phúc. Nhưng mà nếu mà có lần sau thì mình nghĩ là mình sẽ muốn trải nghiệm với những anh người anh em khác nữa. Hãy vô xin chào tất cả mọi người. Còn ít phút nữa thôi thì team Nổi Đông Ngay Dài sẽ lên sân khấu. Và hy vọng là tất cả mọi người sẽ thích màn trình diễn này ạ. Hãy ủng hộ cho mình nha. Bye bye. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với Anh Trai Say Hi. Vừa rồi chúng ta đã theo dõi 5 phần trình diễn vô cùng sôi động và đầy năng lượng. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta đến với bài biểu diễn cuối cùng. Và chắc chắn là những anh trai này đang rất là cần tình thương của các bạn ngay lúc này. Các chàng trai cuối cùng này sẽ rót vào trái tim của các bạn một nỗi đau, được mang tên Nỗi Đau Ngay Dài. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón ba anh trai. Anh trai Hiếu thứ hai, anh trai Đức Phúc và anh trai Công Dương. Trời ơi, nói gì nữa, thú gì thôi, ai chịu nổi. Xin hỏi Hiếu thứ hai là hồi nãy em có nghe cái tiếng thất thanh của tiết mục trước của em một cái không? Dạ có ạ, rất rất lớn ạ. Em có áp lực gì với cái âm lượng đó không em? Chắc là cái tiếng đó là tiếng la vì sợ đó ạ. La vì sợ đó ạ. Còn cái tiếng này mới là thương đúng, rồi, đúng không? Tiếng này là tiếng thương à, đúng không ạ mọi người ơi? Thank you. Anh trai Đức Phúc ơi, Đức Phúc có cảm thấy còn hơi sức để mà thi không chứ? Tiết mục thứ 6 rồi, cuối cùng rồi. Lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến anh Thành và tất cả các bạn quý vị khán giả có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Mặc dù là chờ đợi cũng khá là lâu nhưng mà đến bây giờ khi mà bước lên trên sân khấu rồi thì em cảm giác như rằng là mình mới được thức dậy, rất tràn đầy năng lượng. Với cả em lại tưởng anh hỏi em cái câu la giống Hiếu lúc nãy. Nếu anh hỏi em y chang câu đó thì em nói như thế nào? À, lúc nãy em đeo tai nghe không nghe thấy gì. Và bây giờ em mới thấy tiếng la hét thật là lớn. Là lúc nãy không nghe, bây giờ mới nghe đúng không? Thế còn anh trai Công Dương ạ? À? Đây là một chàng trai cũng rất là đa tài. Bạn là một gương mặt còn rất là mới so với lại hai anh trai đã quá quen thuộc bên này rồi. Thì em có một chút áp lực nào không? Lần đầu tiên cho Dương xin gửi lời chào tới tất cả các bạn. Thực ra thì lúc mà em được vô nhóm Nỗi Đau Ngay Dại thì em rất áp lực. Tại vì là được làm việc với Phúc và Hiếu. Em nghĩ đó là một cái duyên.
Và em thì cũng chưa có nhiều những cái kinh nghiệm mà trình diễn từ trước tới nay. Em nghĩ là chắc phải hơn 10 năm rồi em không có trình diễn gì cả. Mà đây có phải là lần đầu tiên em diễn trên một cái sân khấu mà nó lớn dữ vậy không? Dạ, dạ, đây là lần đầu tiên của em. Cố gắng lên nha. Một tràng pháo tay cổ vũ cho Công Dương nào. Chúng ta sẽ đến với tiết mục Nỗi đau ngay dài, ngay bây giờ. Có khách mời nữ nha, có khách mời nữ mọi người ơi, có khách mời nữ. Giấc mơ hẹn hò, mong sao cho ngày trông qua. Xin mây mang mưa đi đến bên nỗi đau ngày dài. Hãy hóa kiếp cơn đau này thành vàng nhớ nhung. Khi nhìn em đi vội qua anh ta, tôi lặng đứng yên ngóng trông người bấy lâu. Cứ thế đứng im nghe màn đêm. Cứ thế đứng im nghe nhớ thương. Để một khi đêm tới là anh lại mơ về em, mơ là em tìm được tình yêu mới, cười vui và em được yêu nhiều thêm. Em cần anh ở bên từng ngày, làm người đàn ông giống như em muốn lấy. Đặt tình yêu ở trên sự nghiệp, phải làm gì đây? Show me the way. Anh đã đi hết những nơi ta từng mơ và myself. Không còn em bên đề ra những luật bắt anh phải theo. Yeah. Vậy mà giờ sao đây, không thấy mình vui được như trước kia. Yeah. Ay. Qua wow, tương lai như mơ mà khi ấy hứa. Không em thì anh đâu trong đấy nữa. Hay do trời hôm nay mưa. Tại vì sao bao cô đơn lại ngồi say sưa. Đôi lúc vẫn thấy đau lòng bởi vì cuộc đời ta khi mai sau chẳng thể nào gặp lại đâu. Mong em có thể yêu được là nhiều. Đôi ta chẳng thể nào là của nhau. Yeah. Khi nhìn em đi vội qua ánh mắt, tôi lặng đứng yên ngóng trông người bấy lâu. Cứ thế đứng im nghe màn đêm thì thầm.
Wow. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho tiết mục Nỗi Đau Ngay Dài với các anh trai và khách mời Thùy Tiên. Thank you dancers. Thì mình có thể chia sẻ một chút về cái ý nghĩa của cái đoạn cuối bài này không, là vì sao công chúa lại bước ra với những cánh hoa tả tơi như thế này? Đầu tiên em rất là vui và cảm thấy rất là may mắn và vinh dự khi được mọi người tin tưởng để giao cho mình cái trọng trách làm nhóm trưởng. Và em thì là một cái người mà em rất hay nghĩ về idea với cả concept. Khi mà nghe xong cái demo là em mới thấy rằng là ồ, cái bài này mình thấy cái chất liệu dàn dây, violin hay cello rất là nhiều. Vậy thì cái idea và concept lần này của mình nó sẽ là dramatic. Và khi mà nghĩ đến dramatic thì là em sẽ nghĩ ngay đến kiểu hoàng tử và công chúa. Mà chính tới violin nghe cũng rất là châu Âu đúng không? Dạ, yeah, đúng rồi. Xong em mới bảo rằng là à, bọn mình sẽ làm ba chàng hoàng tử đến từ ba vương quốc khác nhau nhưng mà lại cùng yêu một cô công chúa. Và... cuối cùng cô công chúa chọn ai? Cô công chúa thân mến, nếu như cô công chúa được chọn một trong ba chàng này, cô sẽ chọn ai? Bên đây kêu cả hai hả? Chỉ có con nít mới chọn thôi chứ mình là người lớn thì mình chọn hết. Thì mình chọn hết. Tôi không ngờ cô công chúa vừa đẹp vừa tham. Tôi chọn hết cả ba chàng à. Trời đất ơi, nhưng mà cô công chúa là nhận lời mời là vì chàng nào? À, nhận lời mời chắc là vì anh Đức Phúc. Anh Đức Phúc là người đã ngỏ lời với em ngày hôm nay. Và cũng rất là may mắn khi mà được trải nghiệm và được tập chung với ba anh chàng ngày hôm nay. Và cũng may là Hiếu cũng hỗ trợ em trong những cái công việc trước đó của mình, gặp ngay cả anh Công Dương nữa nên mình rất là vui. Nhưng mà em có chia sẻ một chút xíu là em make up cũng 2 tiếng mà cái mặt em xuất hiện có 5 giây à. Tiếc nuối một chút xíu, nhỏ thôi. Ý em muốn nói là chương trình nên mời em trở lại á hả? Ok, một lần nữa xin được cảm ơn một cái visual rất là đẹp của công chúa Thùy Tiên bước ra ở cuối bài đúng không ạ? Như rõ ràng là Đức Phúc đã chọn đúng một gương mặt ảnh bìa rất là đẹp để mà khép lại cái tạp chí này. Một tràng pháo tay nữa cho Thùy Tiên. Cảm ơn em vì đã đến với chương trình Anh Trai Say Hi. Thank you. Bây giờ là thời gian cho ba anh trai còn lại kêu gọi bình chọn ạ. Chúng tôi có mã số 01 Công Dương, mã số 02 Hiếu thứ hai và mã số 03 Đức Phúc. Mời Công Dương. À, nãy giờ là mọi người coi tiết mục, mọi người có nghe dạy theo bài hát Nỗi Đau Ngay Dài đúng không? Có đúng không ạ? Nếu mà có thì mọi người hãy bình chọn cho Hiếu thứ hai và Đức Phúc được không ạ? Yeah. Mọi người ơi, mọi người hãy cùng bình chọn cho Hiếu thứ hai với mã số 02. Dạ, em chỉ muốn nói là tự nhiên hôm nay em thấy mọi người đẹp lạ thường. Nãy giờ em diễn không được, sao xuyến quá. Hiếu ơi Hiếu, trước đó là anh nghĩ em là người sống thiệt thà lắm Hiếu. Anh không ngờ em cũng dễ sợ, em quá trời em rồi. Nếu mà Hiếu như thế thì là không phải tự nhiên hôm nay thấy mọi người đẹp, mà ngày nào mọi người cũng đẹp. Nếu mà em đã nói như thế rồi thì không phải hôm nay tôi mới thấy hai người này xạo mà ngày nào cũng xạo nha. Quá trời nha anh em ơi. Bình chọn thôi. Xin mời. 01, 02, 03. Bình chọn cho anh Công Dương nha. Số 1 và anh Đức Phúc số 3 nha. Và Hiếu thứ hai số 2. Hello mọi người. Hello mọi người. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. Một lần nữa xin mời đặt tay nồng nhiệt cho các anh trai của tiết mục cuối cùng của chúng ta, Nỗi Đau Ngay Dài. Thank you.
Các bạn thân mến, 6 tiết mục vừa rồi có làm các bạn thỏa mãn hay không? Các bạn có đặc biệt đem lòng thầm thương trộm nhớ ai rồi chưa? Vâng, thưa quý vị, 6 phần trình diễn vừa rồi chúng ta đã có những phiếu bình chọn cho cá nhân. Vì vậy cho nên ngay lúc này đây trên sân khấu là 30 anh trai đã tham gia trong 6 tiết mục. Và chúng ta sẽ đến với một phần bình chọn thứ hai, đó là phần bình chọn theo team. Chúng ta có nhóm đầu tiên, nhóm Hood. Nhóm thứ hai, No Far No Star. Nhóm thứ ba, 10 trên 10. Và nhóm thứ tư, Sóng Vỗ Vỡ Bờ. Nhóm thứ năm, Don't Care. Chiêu trò quá rồi. Nhóm cuối cùng là nhóm Nỗi Đau Đầy Vơi. Nhóm cuối cùng, Nỗi Đau Ngay Dài. Các bạn thân yêu, đây là phần chúng ta sẽ bình chọn cho nhóm. 6 nhóm đã thi, các bạn nhớ bài biểu diễn của họ rồi. Và bây giờ mỗi một khán giả bên dưới sẽ được bình chọn cho 2 trên 6 nhóm mà các bạn yêu thích. Và sau đó chúng tôi sẽ tổng kết lại 3 nhóm có điểm số bình chọn theo nhóm cao nhất, thì tất cả thành viên trong nhóm đó sẽ được cộng lần lượt các số điểm là 100 điểm cá nhân, 75 điểm cá nhân và 50 điểm cá nhân cho từng cá nhân trong cái team đó luôn. Và các bạn nhớ nhé, mỗi một khán giả được bình chọn 2 trên 6 nhóm. Và trước khi đến với phần bình chọn thì xin mời nhóm trưởng và các nhóm một lần nữa chúng ta đến với phần kêu gọi bình chọn nào. Xin mời nhóm Hood. Cả nhà thân yêu ơi, hãy cùng bình chọn cho nhóm Hood nha với số là 01. My No Final Star. Xin chào tất cả quý vị, và tình cảm của tất cả chúng tôi đã cháy như phần trình diễn của chúng tôi vậy. Số thứ tự của chúng tôi là 02, No Fantasy. Yeah. Mời nhóm 10 trên 10. Mọi người ơi, hãy bình chọn cho nhóm 10 trên 10, mã số 3. Xin mời Sóng Vỗ Vỡ Bờ. Chúng tôi là Sóng Vỗ Vỡ Bờ. Yeah. Mà quên mã số, quên mã số anh. 04 em ơi. Múa quá là quá quên mã số em ơi, 04 em ơi. Và team Sóng Vỗ Vỡ Bờ với mã số 04. Yeah. Múa cho cố vô. Rồi quên luôn con số. Dạ mời team Don't Care. Không quan tâm 2, 3. Không quan tâm anh nói gì. Bây giờ đã chết để nói câu nếu thì cờ sai nó. Should've let you go. Trái tim anh em đã lấy đi đâu. Mình để thời gian thay cho câu trả lời. Để giờ sẽ mãi yêu em không nghĩ đời. Cờ sai nó. Should've let you go. My love for you, you never know. Yeah. Don't care, vẫn cần mọi người care. Và nhóm cuối cùng, Nỗi Đau Ngay Dài. Mọi người ơi, sẽ còn rất nhiều điều thú vị phía trước để tất cả chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Nên là mọi người hãy cùng bình chọn cho nhóm Nỗi Đau Ngay Dài với mã số 06. Và một phút bình chọn bắt đầu. 02, chạy lên. Bình chọn đi. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Và thời gian bình chọn đã hết. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong thời gian chờ đợi kết quả, nhóm Hút cho mình biết là nếu như các bạn có một vote, các bạn sẽ vote cho đội nào hôm nay? Mời Lưu Hoàng. Em nghĩ là em sẽ vote cho nhóm của Isaac ạ. Anh trai Song Luân, nếu có một phiếu anh trai bình chọn cho ai ạ? Cái bài đến bây giờ em vẫn còn ấn tượng, chắc là nhóm
của Đức Phúc, Hiếu thứ hai và Công Dương. Cảm ơn anh, em cảm ơn anh Song Luân đẹp trai. Còn Hurricane thì sao? Em sẽ vote cho team của Atos ạ. Dạ xin mời anh trai gục ngã. Nếu có một phiếu thì anh trai sẽ bình chọn cho ai? Anh trai sợ không ai bình chọn cho mình hả? Nhóm của Isaac ạ. Không ai ấn tượng cho team này. Nhóm của Đức Phúc thứ hai và Đông Công Dương. Không ai ấn tượng cho nhóm này. Nếu có một phiếu thì chắc chắn là em bình chọn cho nhóm Nova No Star rồi. Yeah. Các bạn à, đây là cuộc thi, đây không phải là nơi làm từ thiện mà cho qua cho lại nha. Công tâm nào, anh trai anh Tú anh bình chọn cho ai ạ? À? Em sẽ bình chọn cho nhóm Sống Phố Vỡ Bờ. Anh trai Ezic, anh có một phiếu anh bình chọn cho ai? Thực ra hôm nay em rất là bất ngờ bởi vì là tiết mục nào cũng thực sự rất rất là hay. Nhưng mà nếu mà để mà em được chọn thì chắc có thể là em sẽ chọn Nỗi Đau Ngây Dại ạ. Anh trai Vũ Thịnh, nếu anh được chọn, anh chọn ai ạ? Dạ nếu mà em có một phiếu thì em bình chọn cho em chứ mắc chi em bình chọn cho đội khác à, đúng không Đôn Kéo ơi? Tại sao chúng mình lại không bình chọn cho chính chúng mình đúng không ạ? Ít kỹ dễ sợ. Thông minh, thông minh. Anh trai Nè Kiếm ạ, nếu anh bình chọn, bình chọn cho ai ạ? À dạ nếu như em có một phiếu thì em sẽ bình chọn cho Nỗi Đau Ngây Dại. Tại vì hôm nay Hiếu làm em rất là bất ngờ khi mà Hiếu nhảy rất là đẹp, nhảy rất là hay. Vậy anh trai Hiếu thứ hai, với một lời khen ngợi có cánh từ người bạn đồng hành của mình thì anh sẽ bình chọn cho ai? Dạ chắc chắn rồi ạ. Em sẽ bình chọn đội Đông Khe ạ. Yeah. Hôm nay anh trai Đức Phúc thì sao ạ? À, thực tế là vì nãy giờ chưa ai bình chọn đội Hút nên em bình chọn đội Hút ra. Trời ơi! Chọn đội Hút ra. Mình chọn đội Hút ra. Trời ơi trời, cái phiếu này giống như là cái suất cứu trợ vậy. Mình chọn dữ chưa? Quá trời. Nè, hãy coi một cái người đàn anh ta khéo léo nè. Mời anh trai Isaac ạ, nếu anh có một phiếu mình chọn ai ạ? Mọi người á, không có để ý là đội Hút gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì Hải Đăng Đu đã chỉ còn một tay mà phải hoàn thành tốt cái bài đó, còn một tay. Ê, anh ơi, ý là tạm thời đó, ý là phải kẹp một tay lại đây, nhảy một tay. Ủa em cho ơi, nên cho là đã chữa lành chưa? Cho nên anh rất nghĩ là anh em hoàn thành hết cái bài này một cách rất là năng lượng, Hút xứng đáng với vó của tất cả mọi người chứ không phải vì tình thương. Yeah. Đó, thấy không? Thấy người ta trưởng thành, ta nói chuyện không? Các bạn thân mến, ngay bây giờ tôi sẽ được công bố thứ tự của nhóm thi. Đó là thứ tự mà 300 khán giả tại trường quay đã vote trực tiếp. Tôi xin được giấu vote dành cho cá nhân. Và như các bạn đã biết, anh trai nào đi được lâu với chương trình hay không được quyết định bởi điểm cá nhân. Điểm cá nhân của ai thấp nhất sẽ là những anh trai phải chia tay với chương trình ở mỗi đêm. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Mỗi một đêm Trấn Thành sẽ công bố cho các bạn biết là trong live show đó sẽ có bao nhiêu anh trai bị loại mỗi một tuần, là những con số khác nhau để các bạn và quý vị khán giả xem ở nhà cũng sẽ bất ngờ hơn. Và bây giờ sẽ là điểm thứ tự bài thi nhóm do khán giả xếp hạng. Tôi xin được công bố. Xin mời hai nhóm bước lên phía trước. Nỗi Đau Ngây Dại và Hút. Các bạn thân yêu, đây là hai nhóm sở hữu lượt vote sát sao nhau. Và tôi thông báo luôn, một team hạng 3, một team hạng 4. Chúng ta chỉ có 3 phiếu cộng cho top 3 thôi. Vậy team nào hạng 3 đây?
Thưa các bạn, nhóm đầu tiên lọt vào top 3, đồng thời cũng sở hữu hạng 3. Chúc mừng nhóm Nỗi Đau Ngay Dậy. Và một tràng pháo tay cho Hút, nhóm nhận được hạng 4 từ bình chọn của khán giả. Cảm ơn người rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Chúng tôi xin mời nhóm mà các bạn đang rất yêu mến, Don't Care. Xin mời Don't Care gửi lời chào quý vị khán giả cái radio. Xin chào tất cả mọi người, chúng tôi là Don't Care, nhưng vẫn rất cần mọi người care. Phải nói đùa chứ, đứng yên đi. Mời nhóm sẽ đối đầu trực tiếp với Don't Care là Sóng Vỗ Vỡ Bờ. Mạnh mẽ lên, hơi như chàng trai. Các bạn đều thấy là hai team này thi tốt như nhau đúng không ạ? Một bài dance, một bài ballad. Như vậy thì điểm số mà khán giả dành cho họ như thế nào đây? Xin thông báo là trong hai nhóm này có một nhóm nằm trong top 3. Và nhóm còn lại là đồng hạng tư với nhóm Hút trong bảng xếp hạng. Nhóm tiếp theo lọt vào top 3 là Don't Care. Don't Care. Điều đó cũng đồng nghĩa là Don't Care sẽ nhận được thêm mỗi thành viên 50 điểm vì có khách mời diễn chung. Và bây giờ là hai nhóm cuối cùng, xin mời 10 trên 10 và No Far No Star. Đây là hai nhóm, cũng có một nhóm vào top 3 và nhóm còn lại đang giữ vị trí cuối cùng trong 6 nhóm. Các bạn thân yêu, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên vì điều này, bởi vì rõ ràng là cái phần thi cũng không chênh lệch là mấy, nhưng mà kết quả thì lại đi rất là xa, phải không ạ? Và nhóm cuối cùng có mặt trong top 3 của live show 1 Anh Trai Say Hi là nhóm có đông thành viên hơn. Có đông thành viên hơn. Chúc mừng No Far No Star. Như vậy 10 trên 10 là nhóm đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng lần này. Xin mời No Far No Star và Don't Care bước lên sân khấu. Thưa quý vị, hai nhóm này đã vào top 3 và dĩ nhiên một nhóm hạng nhất và một nhóm hạng nhì. Xin công bố kết quả mà khán giả dành cho nhóm có điểm số cao nhất vòng live show 1 Anh Trai Say Hi. Đó là nhóm Thưa các bạn, Trấn Thành sẽ công bố số phiếu dành cho ba nhóm cao nhất. Hạng 3 là Nỗi Đau Ngay Dại, 99 phiếu bầu chọn. Nhóm hạng nhì nhận được 111 phiếu bình chọn. Và nhóm cao nhất nhận được 124 phiếu bình chọn. Và đó là No Far No Star. No Far No Star.
chúc mừng Đông Khe hạng gì đêm nay. Well done, một tràng pháo tay nữa cho No Far No Star. Thưa quý vị, nhóm Nỗi Đau Nghe Dài sẽ được cộng 50 điểm mỗi thành viên. Nhóm Don't Care được cộng 75 điểm mỗi thành viên. Và No Far No Star cộng 100 điểm mỗi thành viên. Don't Care được cộng thêm 50 điểm do biểu diễn chung với khách mời. Như vậy là chúng ta đã có top 3 đêm nay. Và chúng ta một tràng pháo tay nữa cổ vũ cho Hood. 10 trên 10. Và sóng vỗ vỡ bờ. Cảm ơn các bạn. Và thưa các bạn, cuộc chơi là một cuộc chơi. Đằng sau những nụ cười sẽ luôn luôn có những giọt nước mắt. Chúng ta vẫn phải nói lời chào tạm biệt với một số anh trai sau mỗi đêm diễn, đúng không ạ? Và bây giờ Thành sẽ được công bố số anh trai sẽ bị loại trong đêm nay. Con số đó không cao, nhưng mà chúng tôi buộc phải làm như thế để cho cuộc thi hấp dẫn hơn. Số anh trai phải bị loại trong Live Stage 1 lần này là... Không. 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 Chúc mừng các anh trai, tất cả đều ở lại ạ. Đó là lý do mà Trấn Thành phải giữ lại điểm số cá nhân của các bạn. Rất là cảm ơn quý vị đã dành tình cảm trọn vẹn cho các anh trai của chúng tôi. Và tôi tin chắc rằng là hôm nay cũng là một lời cảnh tỉnh với tất cả những ai vẫn còn chưa hoàn thiện bản thân của mình. Họ sẽ rất là cố gắng để đêm thứ hai bùng cháy. Bởi vì trong đêm live 2, một lần nữa Trấn Thành sẽ không phải đưa ra lời hăm dọa, mà đó sẽ là một con số bị loại được công bố thật ra. Và trong đêm live 2 sẽ chắc chắn có những anh trai phải chia tay với chương trình. Cho nên các bạn hãy cố gắng lên nhé. Trấn Thành tin chắc là tất cả các anh trai của chúng ta cũng đã có được những phần trải nghiệm thật là thú vị cho bản thân, và cũng như có thêm được rất là nhiều người bạn mới của mình. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ tiếp tục đón xem chương trình của chúng tôi vào tuần sau 20 giờ thứ bảy, được phát sóng trên kênh HTV2, V Channel, V Giải Trí và siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion không thể rời mắt. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Anh Trai Say Hi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty V Channel thuộc đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Chúng tôi xin được cảm ơn nhà tài trợ chính của chương trình Ngân hàng Quốc tế VIB dẫn đầu xu thế thẻ. Chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Trà Mật Ong Boncha, Thanh Mát Tự Nhiên Vui Gắn Kết. Và xin được cảm ơn bia chính thức của anh trai Tubok Chơi Phải Tới. Và xin được cảm ơn Wanna Music Việt Nam, đơn vị phát hành độc quyền bản ghi của Anh Trai Say Hi. Và xin được cảm ơn ấn phẩm Elman Việt Nam, đối tác truyền thông chính thức của Anh Trai Say Hi. Và đặc biệt là cảm ơn tất cả 300 quý vị khán giả cũng như tất cả fan club của các anh trai ngày hôm nay đã đến đây để ủng hộ. Chúng tôi hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau ạ. Chúc mừng các bạn đã trải qua Live Stage 1. Và tôi xin được thông báo một tin chấn động. Ở Live Stage 1, tất cả những đồng đội của chúng ta sẽ trở thành dĩ vàng. Trời ơi. Chương trình khó lường quá. Thật sự là không biết trước là chuyện gì sẽ đợi mình ở tương lai. Các bạn sẽ phải tiếp tục bắt cặp với những đồng đội mới. À, biết đâu duyên số trời ban thì tụi em có thể gặp lại. Thôi quá đủ cho em rồi, đừng gặp lại nữa. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ biết được bốn đội trưởng có điểm cá nhân cao nhất là ai. Ôi trời ơi, thế Atos. Mày không biết chương trình có sắp đặt không? Thì đó, mọi người thấy nó làm trò không? Biết là mình đã cộng số 1 rồi nhưng mà vẫn giả bộ ngồi đó để cho mọi người phỏng đoán. Thú vị nha, đội ảnh sẽ là một đội mà Ly cũng khá thích vào. Bây giờ mọi người sẽ di chuyển về nhà chung. Team nào về nhà chung sớm nhất sẽ được một quyền lợi từ ban tổ chức. 3, 2, 1, bắt đầu! Cẩn thận anh em ơi! Rồi, mình có khách mời đó nha, nhà chung có khách mời đó. Đóng vai quản gia nhưng mà ở bể bơi. Ồ, vậy là phải nữa. Sáu mũi. Sexy không? Sexy là phải là phụ nữ rồi. Phụ nữ xinh đẹp. Nữ sexy.
Ban đầu tưởng anh em chơi vui vui thôi mà sao anh em mà gọi là chơi mà tâm huyết quá vậy, try hard quá, làm như đi đánh xếp hạng vậy. Có một sự phế nhẹ chứ làm gì nó đã té rồi, quá kém. Eric 1.2 phế áo bóng cổ vũ thịnh mê. Eric khỏe lắm mọi người, dì mình kéo mình, Eric cầm cổ mình vật lên vật xuống. Ủa bàn tay sắt em sao mình mạnh dữ vậy trời, một mình Hùng Huỳnh tóm chung với lại Đức Phúc với lại Captain. Phim 2 rất thích lắm. Rất rất là vui khi mà anh chơi C2 setup một cái game vui như vậy. Tại vì Isaac luôn luôn mong muốn sẽ có một cái chương trình chiến đấu về âm nhạc, nhưng mà nó sẽ có những cái khoảnh khắc về show thực tế, trải nghiệm. Chính nhờ như này nó tạo nên cái mối liên kết của tất cả mọi người. VIP dẫn đầu xu thế thẻ Bon Cha Vio Long đào mới, ngon đào mong.